Đây là trước là phạm vi của hành ấm, là A Nan, hành giả tu chánh định kia, khi tưởng ấm hết thì những mộng tưởng mà bình thường đã tiêu dứt, ngủ và thức hằng như một, tính giác minh rộng lặng giống như bầu trời trong, không còn những việc bóng dáng tiền trần thô trọng, nhìn xem các thứ núi sông đất liền ở thế gian như gương sáng soi, đến không dính vào đâu, qua không để lại dấu vết, rỗng rang mà phản chiếu, trọn không có tập khí trần lao, chỉ một tính chân thật không xen tạp. Cội nguồn sinh diệt từ đây đã phơi bày, thấy tột 12 loài chúng sinh ở khắp mười phương, tuy chưa thông suốt nguồn gốc của mỗi loài mà đã thấy đồng một nền tảng sinh ra, giống như sóng nắng chớp chớp nhón nhón là then chốt rốt ráo của căn trần hư dối. Đây gọi là phạm vi của hành ấm. Thì quý vị mới thấy trong đây mà có ai mà đã đến được cái gọi là cái trạng thái này chưa? Đấy, mà chưa đến được trạng thái này mà chưa gì cho là mình đã chứng đạo, cho là mình đã đầy đủ rồi á, thì đó là dễ nguy hiểm đó. Nghĩa là ở đây là qua được tưởng ấm, mà qua được tưởng ấm cho nên là nó không còn những cái mộng tưởng, tức là ngủ nó không còn mộng, không rồi thức và ngủ đó cũng giống như là một rồi thôi. Nghĩa là đến đây có khi là ngủ rất ít, không mà lại rất cũng là tỉnh táo, không chứ không phải là mê mờ hay là mất sức khỏe. Thì như vậy thì tâm nó rất là trong lặng, đây gọi là giống như là bầu trời trong rồi đó, không bây giờ qua cái tưởng rồi, những cái bóng dáng của tiền trần nó không còn che nữa, do đó mà phát hiện ra cái cội nguồn sanh diệt, không bởi vì không còn tưởng cho nên ở đây gọi là tâm giống như là cái gương sáng này đó, mọi vật cảnh nó đến thì nó không có dính được, giống như là cái gương thì cảnh nó đến nó hiện ra rồi cảnh qua rồi thôi, mà nó không có lưu lại dấu vết, tức là cũng đối duyên xuất cảnh, nhưng mà rồi qua không có lưu lại dấu vết ở trong. Còn mình bây giờ thì còn tưởng cho nên rồi hãy qua rồi nhưng mà còn lưu ở trong, cho nên ở cái thì lâu lâu hoặc là ngồi thiền yên yên cái thì nó hiện ra, tức là vì nó có lưu lại cho nên nó hiện ra, và do hiện ra cho nên nó có mộng, ngủ nó thành có mộng mị. Và như vậy thì đến đây thì gọi là cái cội nguồn sanh diệt nó đã phơi bày, thấy tột được 12 loài chúng sanh ở khắp mười phương, nghĩa là tuy là chưa thông suốt được cái nguồn gốc của mỗi loài, tức là bởi vì còn cái hành ấm mà chưa qua được hành ấm, nhưng mà cũng thấy được đồng một cái nền tảng sanh ra, tức là đồng cùng một cái chỗ sanh diệt này nó sanh ra, tức là cái chỗ đồng niệm này đây, chỗ mà niệm niệm sanh diệt này, cho nên từ đó sanh ra chứ không gì, nhưng mà chưa thấy thấu được tột vào cái chỗ gọi là nghĩa là bản tánh, nghĩa là vô sanh. Mà cái gọi là cái chỗ sanh diệt này, tức là cái hành ấm này, nó cũng giống như là sóng nắng vậy thôi, tức là nó chớp chớp nhón nhón cho nó không có thật, nghĩa là nó dường như là sanh diệt mà nó không thực, cho nên nó vốn là không, tức là không có cái tánh sanh diệt thực, mà người chưa thấu được cho nên cũng dễ làm, cho nên đây gọi là cái then chốt sanh diệt trong ba cõi, hoặc là của các cái căn trần hư dối. Mình mà mở được cái chỗ này, tức là mình tháo được cái then chốt sanh diệt, thì đến đây là ma bên ngoài nó không còn có chỗ để chen vào, vì hết tưởng rồi thì không có chỗ chen vào, nhưng mà bây giờ mới khởi ra những cái niệm mà chấp trước ở bên trong, tức là những cái kiến chấp ở bên trong, thì đến đây là những cái kiến chấp này nó sanh khởi. Đây thứ hai là đây cái tướng hành ấm nó hết, là nếu cái chớp chớp
tức là cái chớp nhoáng lăng xăng này, nó lắng vào trong tính trong lặng ban đầu, một phen đã lóng trong tập khí ban đầu, tức là cái tập khí từ ban đầu đó như sóng mồi lặng dứt, hóa thành nước trong lặng, gọi là tướng hành ấm hết, hành giả có thể vượt khỏi chúng sinh trược, rồi xem xét trở lại nguồn gốc của nó, thì vọng tưởng thầm kính là cội gốc. Không, cái chỗ này là cái chỗ vọng tưởng thầm kính, tức là cái hành ấm nó sâu kín ở bên trong. Cho nên là mình là cái công phu mà nó còn cạn á, thì mình chưa thấy được. Khi công phu sâu rồi, cái tưởng ấm mà nó lặng, thấy không? Thì bây giờ cái hành ấm này nó mới lộ ra rõ, tức là những cái niệm sanh diệt nó vi tế trong đó, thấy không? Mà cái chỗ này, thấy không? Tức là cái hành ấm, cái tướng này á, tức là cái tướng chớp nhoáng lăng xăng này, nó là hư vọng thôi, thấy không? Nó không thật nhưng mà nó sâu kín do mê cái thức thể mà nó vọng hiện ra, tức là cái thức thể chân thật mà không biết, cho nên mê nó rồi mới hiện ra cái tướng sanh diệt lăng xăng này. Nhưng mà tướng sanh diệt này nó giống như chớp nhoáng vậy, chứ nó cũng không có thật gì, cho nên cũng không dễ gì mà phá trừ nó. Mà bây giờ muốn phá trừ nó cũng phá trừ không được, bởi vì nó là giống là cái tướng hư vọng thôi. Chỉ là khéo soi trở lại, không? Để cho nó lắng vào, gọi là cái tính trong lặng ban đầu đó. Cho nên đây gọi là nó lắng vào cái tính trong lặng ngay từ ban đầu. Mà cái tính trong lặng ngay từ ban đầu là cái gì? Tức là cái chỗ trước khi động niệm, tức là trước niệm. Bây giờ mình sống trở về không? Chỗ trước khi niệm, tức là trước khi niệm khởi, trước khi có niệm, là cho nó lắng vào trong cái tính đó thì tự nó lặng dứt, chứ còn không phải là mình dẹp dừ gì. Còn khởi cái niệm mà dứt nó thì lại có thêm cái niệm mới, tức là dứt cái này thì có thêm cái niệm mới để dứt nó, vậy cũng còn sanh diệt nữa. Cho nên chỗ này nó gọi là rất là vi tế. Ở đây thì gọi là như sóng mồi mà nó lặng dứt, không? Tức là sóng thì cũng từ nơi nước mà nó khởi dậy thành sóng. Bây giờ mình muốn diệt cái sóng đó thì làm sao diệt? Chỉ cần là ngưng, đừng cho gió nó thổi, ngưng cái gió, ngăn không cho gió thổi thì sóng nó lặn xuống trở về nước thôi, chứ đâu phải mà diệt cái sóng, bỏ cái sóng đi đâu, không? Đó, cho nên người mà tu mà không hiểu là lầm đó. Thấy những cái niệm sinh diệt này, cái muốn dứt cho nó, trừ nó, thì khởi thêm cái niệm đó lại có niệm thứ hai. Cho nên ở đây gọi là như sóng lặng dứt thì nó hóa thành nước trong lặng vậy thôi, nó đứng yên. Thì đó gọi là vượt qua cái hành ấm, hay ở đây gọi là vượt qua cái chúng sinh trược. Bởi vì chúng sinh là sinh diệt, nó luôn luôn sinh diệt không dừng. Hễ còn có chúng sanh là còn có sanh diệt. Ở đây lặng được cái hành ấm này thì qua được cái chúng sinh trược, thì thấy rõ cái gốc của nó là do cái vọng tưởng thầm kín thôi, chứ không gì khác. Đó, còn chưa dứt được thì nó mới trong đó, nó mới sanh khởi ra những cái gọi là những cái niệm, những cái kiến chấp này, tức là cảnh giới sai biệt của hành ấm đây. Thứ nhất á, là chấp về hai cái thứ luận vô nhân. Nghĩa là A Nan nên biết hành giả đã được nhận biết đúng khi ở trong pháp chỉ, tâm chân chánh ngưng lặng sáng tỏ, mười loại thiên ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bấy giờ mới xét tột cội gốc của các loài sanh, lộ bài nguồn gốc sanh khởi từ xưa trong các loài, bèn xem xét nơi nguồn khởi động lăng xăng thầm kín tròn khắp kia, rồi ở trong đó khởi so đo nghĩ tính, hành giả liền rơi vào hai tứ luận vô nhân. Tức là đến đây gọi là nhận biết đúng, tức là mình phân biệt được tà chánh rồi,
ma bên ngoài nó không còn gạt được, nhưng mà lại lầm cái ma bên trong. Cho nên rồi ở đây gọi là ở trong cái pháp chỉ đó thì tâm đã chân chánh ngưng lặng sáng tỏa, 10 loại thiên ma chẳng còn được diệt thường tuyển. Nhưng mà bây giờ đây ở trong đó nó mới xem xét trở lại cái cội gốc của các loài, cái nguồn sanh khởi, không? Nhưng mà xem xét mà chưa thấy thấu được tột, do đó mà mới sanh ra những cái kiến chấp, tức là xét cái nguồn khởi động nó lăng xăng, nó thầm kín của cái hành nấm đó, nhưng mà cái hành nấm nó chưa hết, chưa thấu tột được gọi là cái tự tánh vô sanh. Cho nên ở trong đó rồi cái so đo, rồi cái suy nghĩ, rồi cái thì cho nó là như thế này, cho nó là như thế kia, thành ra những cái kiến chấp. Chính là những chấp đó mà cũng che mờ cái chân tánh. Thì đây cái thứ nhất á, là một á, là người ấy thấy từ xưa vốn không có nhân, không? Tức là xét thấy cái sanh diệt, cái nguồn gốc sanh diệt rồi, nhưng mà xét thấu thì xét sao mà từ xưa mình thấy nó không có cái nhân để mà sanh ra. Tại sao? Bởi hành giả đã khám phá toàn bộ cơ sở của sự sanh, nương theo 800 công đức của nhãn căn, thấy được chúng sanh trong vòng 8 muôn kiếp bị dòng nghiệp báo cuốn xoay quanh, tức là cuốn xoay quanh quẩn trong đó, chết đây sanh kia, nhưng ngoài 8 muôn kiếp thì không xét thấy gì. Nhân đó liền khởi cái hiểu cho là chúng sanh ở 10 phương trong thế gian này từ 8 muôn kiếp trở lại đây là không nhân mà tự có. Do thấy hiểu như thế nên khởi so đo nghĩ tính, quên mất chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo, mê lầm tính bồ đề. Tức là cái hành giả này bây giờ xét cái nguồn cội nguồn sanh khởi này, khám phá được cái cơ sở của sự sanh khởi, tức là thấy cái chỗ sanh khởi sanh diệt đó, nhưng mà chỉ thấy được từ 8 muôn kiếp trở lại thôi. Thì quý vị mới thấy đến đây là cái xác định nó cũng là mạnh lắm, tức là qua được cái tưởng ấm rồi, cho nên tâm nó cũng rất là trong sáng, thấy được nghĩa là chúng sanh sanh tử trong 8 muôn kiếp, thì mình mới thấy đâu phải là tầm thường, không? Mình bây giờ là trong một đời này thôi mà thấy chưa hết rồi, còn ở đây là thấy được 8 muôn kiếp, và như vậy là vẫn chưa gọi là chưa sạch hết cái mê lầm. Như vậy thì còn mình mà chưa gì đó mà tự hào đó thì mình thấy là quá mê, không? Nghĩa là ở đây là người hành giả này thấy trong vòng 8 muôn kiếp đó thì chúng sanh bị những cái nghiệp báo nó sôi vần, nó lanh quanh lẫn quẩn ở trong đó, khi thì chết đây, rồi khi sanh kia, rồi sanh đó rồi chết trở lại, rồi cũng sanh trở lại. Vậy thì cứ lẫn quẩn sanh chết hoài, lẫn quẩn trong vòng 8 muôn kiếp đó, không? Nhưng mà ngoài 8 muôn kiếp á, tức là xét trước 8 muôn kiếp nữa, không? Hoặc là sau 8 muôn kiếp nữa thì thấy nghĩa là không được. Tức là trước 8 muôn kiếp á, thì mình thấy sao mà nó mờ mờ, mình không còn thấy biết gì nữa hết. Tức là trong từ 8 muôn kiếp trở lại thì thấy chúng sanh lúc đó thì cũng có sanh đó, sanh đó rồi cái thì chết ở đó, chết rồi cái thì sanh trở lại chỗ kia rồi cái chết là sanh trở lại chỗ nọ. Thì trong vòng 8 muôn kiếp đó thấy rõ, nhưng mà trước 8 muôn kiếp nữa thì mờ mịt không biết gì hết, thấy giống như là nó không có gì hết. Thì cho nên như vậy thì mới khởi cái niệm mới là chấp, không? Vậy thì chúng sanh mà ở trong vòng 8 muôn kiếp này á là nó không có nhân gì hết, tự có thôi, tức là tự nó có cái bổng đâu cái này nó có rồi cái nó lẫn quẩn trong đó thôi, chứ còn trước đó đâu có thấy cái nhân gì mà sanh ra nó. Cho nên đó gọi là chấp không nhân đó. Bởi vì ngoài 8 muôn kiếp thì không còn biết gì hết, không thấy cái gì sanh ra nó. Thì ở đây là hành giả này là có cái chỗ kinh nghiệm đó, tức là kinh nghiệm nhận biết, nhưng mà nhận biết giới hạn ở trong 8 muôn kiếp thôi. Mà
mà coi như vẫn còn mê, chưa có thấu tột được lẽ thật. Còn hơn nữa là mình bây giờ chưa thấy được hết kiếp này, không? Mà chấp thế này chấp thế kia đó, thì thật là còn chưa ra khỏi vô minh. Cho nên ở đây gọi là do thấy hiểu như thế đó, rồi khởi so đo, tức là mình suy luận, không? Mình suy luận rồi mình nghĩ ra, đoán nó như thế này như thế kia đó, rồi chấp thôi, chứ chưa phải là mình thật thấy tột. Do đó là quên mất cái chánh biến tri, tức là cái hiểu biết mà chân thật, không? Rồi rơi vào ngoại đạo, tức là ở Ấn Độ đó có những cái hạng ngoại đạo cũng chấp như vậy đó, không? Nghĩa là chấp chúng sanh trong vòng tám kiếp đó là không nhân, bỗng nhiên có vậy thôi. Do đó là mê lầm tính Bồ Đề, đó là cái loại thứ nhất. Còn thứ hai là hành giả thấy cái ngọn, đó là xét về cái gốc từ ban đầu đó, cho nên là chấp. Bây giờ là tới chấp cái ngọn, tức là hành giả thấy cái ngọn vì sao cũng không có nhân. Tại sao? Bởi người ấy đã thấy gốc rễ của sự sanh, biết người sanh ra người, rõ chim sanh ra chim. Quạ từ xưa đến giờ là đen, chim học từ xưa đến giờ là trắng. Trời người vốn đi thẳng, súc sinh thì vốn đi ngang. Trắng không phải do tẩy rửa mà thành, đen không phải do nhuộm dính mà nên. Từ tám muôn kiếp chẳng thay đổi, hiện nay tột đến thân đời này cũng lại như thế. Rồi từ xưa đến nay ta cũng chẳng thấy Bồ Đề, thì làm sao lại có việc thành Bồ Đề? Phải biết tất cả Phật tượng ngày nay đều vốn không có nhân. Do so đo nghĩ chấp như thế nên quên mất chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo mê lầm tính Bồ Đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên thứ luận vô nhân, không? Tức là ở trước á, là xét tột về cái gốc ban đầu là không thấy cái nhân. Bây giờ đây á, là xét về cái ngọn vì sao, tức là khi mà chúng sinh sinh ra rồi, không? Thì thấy sao mà từ cái trong vòng tám muôn kiếp đó, thì thấy sao người rồi cũng sinh ra người, rồi chim sinh ra chim, không? Rồi chứ quả không? Thì nó là tự nó đen thôi, chứ cũng không phải do ai nhuộm mà nó thành đen. Còn con cò cũng vậy, con cò thì sanh ra là nó trắng à, chứ không ai làm cho nó trắng. Mà từ xưa tới giờ nó cũng vậy. Còn người á, thì vốn là đi thẳng, còn súc sanh thì nó đi ngang. Từ xưa đến giờ thấy nó cũng vậy hả? Chứ không ai làm ra hết. Cho nên rồi cái gì mới suy nghĩ, rồi cái mới đoán rồi cái luận ra, rồi mới chấp. Như vậy thì nghĩa là từ tám muôn kiếp trở lại đây, không? Thì mọi người vật động vậy đó, nó tự nó là như vậy thôi, chứ cũng không do ai làm ra hết. Cho nên chấp là cũng là không nhân, gọi là không nhân mà tự có, không? Rồi cái thứ hai nữa là mới xét thấy sao là mình cũng không thấy Bồ Đề ở đâu, không? Cho nên vậy thì cũng không có cái chuyện mà thành Bồ Đề nữa, là bởi vì chưa có giác ngộ được. Cho nên là nghe nói Bồ Đề mà không biết Bồ Đề ở đâu, không thấy Bồ Đề là cái gì. Vậy thì chắc là Bồ Đề cũng là cái tên thôi, không có thật. Vậy thì bác luôn cả Bồ Đề. Như vậy tức là lầm mê nơi mình, rồi lầm mê nơi cái người khác nữa, cũng rất là nguy hiểm. Cho nên đó là rơi vào trong cái ngoại đạo, gọi là ngoại đạo này lập nên cái luận gọi là luận vô nhân. Con người, sự vật đồ trong thế gian này, trong vòng tám kiếp đó là bỗng nhiên có thôi, chứ không có nhân gì hết. Chứ không ngờ ở đây, không? Người vật, không? Nó đều có cái nhân là mê. Thứ nhất là cái gốc đó, là mê tự tánh, rồi mới khởi động niệm mới sanh ra, rồi mới tạo nghiệp.
tạo nghiệp người thì mới sanh ra người, tạo nghiệp thú thì sanh ra thú, chứ không phải là không có nhân, không phải bỗng nhiên mà có vậy. Mà không thấy được chỗ này cho nên chấp đó, đó là cái gọi là ngoại đạo thứ nhất, thấy không? Thì gọi là lập thành cái thứ lượng gọi là vô nhân. Thì cái này cũng nằm ở trong cái gọi là cái hành ấm. Rồi cái ngoại đạo thứ hai á là cái gì? Thứ hai á là bốn thứ lượng biến thường. Nghĩa là A Nan, hành giả khi ở trong chánh định ấy, tâm chơn chánh ngưng lặng sáng tỏa, ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội gốc của các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng thầm kín kia. Ở trong tính viên thường, bèn dấy lên so đo nghĩ tính, người ấy liền rơi vào bốn thức lượng biến thường. Tức là đây thì hành giả cũng vậy, không đã qua được cái tưởng ấm, tâm nó cũng được ngưng lặng sáng tỏa, do đó mà ma không còn dịp để mà nó đến. Thì bây giờ mới tự mình ở trong đó khởi ra những cái niệm xét nét, không về cái nguồn sanh khởi thầm kín ở trong đó, cho nên ở trong đó nó mới dấy lên cái niệm đó, rồi nó so đo, nó tính toán. Mà đã có dấy lên cái niệm đó thì tức là thành sanh diệt rồi. Cho nên rồi mà không thấy được cái chỗ đó, rồi theo đó mà chấp, cho nên rồi rơi vào trong cái dòng cũng ngoại đạo. Thứ nhất á, tức là một là hành giả xét tột bản tánh của hai thứ tâm và cảnh đều không có nhân, tu tập có thể nhận biết trong vòng hai muôn kiếp sự sanh của chúng sanh ở mười phương đều soi vần chẳng hề tan mất, liền chấp cho là thường. Tức là ở đây người hành giả mới xét thấy là tâm của mình và cảnh vật ở trước đó, không nó nghĩa là nó không có nhân mà nó tự có, không thấy ai sanh ra nó hết, không rồi chúng sanh ở trong vòng hai muôn kiếp, không ở trên đó là thấy tám muôn kiếp, ở đây là thấy hai muôn kiếp. Thì ở trong vòng hai muôn kiếp đó thì cũng vậy, nó sôi bần ở trong đó, sanh diệt ở trong đó mà không có mất. Mà không mất tức là thường, không? Tức là chúng sanh cái sôi bần trong hai muôn kiếp đó, sôi bần lên xuống vậy mà cũng không mất đi đâu hết. Vậy tức là chúng sanh là thường. Do đó mà chấp, không? Gọi là chấp cho đó là chúng sanh đó gọi là thường. Thì đây cũng là y cứ ở trên cái tướng của hành ấm, bởi vì hành ấm nó sanh diệt liên tục đó, không rồi chấp vào đó cho nó là thường. Vậy tức là chấp cái sanh diệt cho là thường, cho nên đó là một cái lầm thứ nhất. Thứ hai á là hành giả xét tột cội nguồn bốn đại tánh nó thường trụ, tu tập có thể nhận biết được trong vòng bốn muôn kiếp sự sanh diệt của chúng sanh ở mười phương, bản thể đều thường hằng chẳng hề tan mất, liền nghĩ chấp cho là thường. Nhưng tức là ở đây thì hành giả xét về cái tánh của bốn đại nó là thường trụ, tức là tánh của đất, của nước, của gió, của lửa đó, nó xưa nay nó là sao thấy nó cũng không có mất, cho nên là lấy theo cái đó cái tu tập, cái quán sát, rồi cái thì có công phu nó mới thấy được chúng sanh ở trong vòng bốn muôn kiếp cứ sanh diệt nó sôi vần như vậy mà cũng không mất. Không mất như vậy tức là như vậy là cũng chúng sanh đó là thường, tức là liền chấp chúng sanh trong vòng bốn kiếp đó nó là thường, vậy nó không có mất đó. Thì vậy cũng là chấp cái sanh diệt mà cho là thường, do cái gọi là cái niệm mà gọi là so đo rồi suy tính mà thành chấp, chứ chưa phải là cái chánh giác. Đó là cái loại thứ hai. Rồi loại thứ ba là hành giả xét cùng tột cái chỗ nguồn gốc ban đầu của sáu căn, rồi thức mạt na chấp thọ ở trong tâm ý thức, tánh nó là thường hằng nên tu tập mà có thể nhận biết trong vòng tám muôn kiếp tất cả chúng sanh soi vần không mất,
xưa nay thường trụ, tột cùng chẳng mất bản tánh, nghĩ chấp cho là thường. Ở đây thì hành giả xét cái nguồn gốc từ đây sáu căn, rồi cái thức mặt na, rồi là thức mặt na chấp thọ trong cái tâm ý thức của mình đó, sao mà thấy tánh của nó cũng là thường, không? Tức là nương nơi theo các cái thức đó, rồi ở trên cái tướng sanh diệt đó, cho thấy nó cũng liên tục mà nó không có mất, thì chấp cho là thường. Bởi vì ở đây là chưa qua được cái hành ấm mà còn nằm trong cái hành ấm, tức là nó còn có sự sanh diệt nó liên tục kéo dài, cho nên mà thấy sự sanh diệt liên tục kéo dài đó, thì vậy tức là chấp như vậy là nó là thường, nó không mất. Bởi vì cái thức mạt na, thức mạt na tức là cái thức thứ bảy, thức thứ bảy này nó nương nơi thức thứ tám nó mới chấp làm cái ngã, không? Rồi thức thứ tám á thì nó chứa các cái chủng tử nghiệp báo của mình, nó dẫn đi thọ sanh. Thì ở đây hành giả thấy trong vòng tám muôn kiếp đó nó cứ xoay vần vậy mà không có mất, cho đó là thường, mà chưa phải là thấy tột được để mà chuyển nó trở lại cái Như Lai tạng. Tức là chấp trong cái thức nó là thường mà không có chuyển nó trở lại cái gọi là cái tự tánh Như Lai tạng, hay là tự tánh xưa nay chưa từng sanh diệt. Thì cái tự tánh xưa nay thì nó đâu có nhận sự lưu chuyển trong đó. Còn ở đây là chấp trong cái lưu chuyển mà cho là thường, cho nên đó là còn cái mê mà không có tự biết, cũng rơi vào trong ngoại đạo. Đó là cái lời thứ ba. Còn lời thứ tư là hành giả đã tột hết cội nguồn của tưởng, tức là đến đây thì tột được cội nguồn của tưởng, cái lý sanh khởi không còn lưu chuyển, tâm tưởng sanh diệt giờ đây đã dứt hẳn, trong lý tự nhiên thành chẳng sanh diệt, nhân bởi tâm nghĩ suy chấp cho là thường, quên mất chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo, mê làm tánh bồ đề, đây gọi là ngoại đạo thứ hai, lập nên cái luận viên thường. Tức là bốn cái loại này nó gom lại thành một cái thứ ngoại đạo, chấp về cái luận viên thường. Nghĩa là đến đây thì cái tưởng nó hết, tức là qua được cái tưởng rồi, thì cái lý sanh khởi đó nó không còn có chỗ nào để nương. Tức là qua cái tưởng cho nên hết cái chỗ nương, cho nên rồi nó tạm, giống như tạm dừng, thì lấy cái chỗ tạm dừng đó cho nó là như vậy, là đó là cái lý tự nhiên nó không sanh diệt, tức là lấy cái sanh diệt nó dừng chỗ đó, rồi cái thì chấp cho đó là cái không sanh diệt mà cho là thường. Tức là lấy cái sanh diệt mà chấp thành thường, không? Bởi vì thấy tức là cái sanh diệt đó nó dừng lại ở trong đó, nó cũng không mất đi đâu hết. Thì vậy cái này thì cũng dễ lầm. Tất nhiên là thí dụ mình quán xét thấy tâm niệm vọng tưởng đầu mới đầu nó lăng xăng, sau cái thì nó nhẹ nhẹ bớt cái nó yên, nó dừng, nó lặng, cái thì chấp cái chỗ lặng đó là cái chỗ viên thường. Mà không ngờ cái lặng đó tức là do cái sanh kia mà nó dừng thôi, tức là cái lặng này là đối với cái động lúc nãy, nó động nó là sanh, nó dừng lại nó lặng thì cũng là thuộc về cái gọi là cái pháp trần sanh diệt, chứ chưa phải thật là cái bản tánh bất sanh bất diệt, không? Nhưng mà rồi chấp đó cho là thật, cho nên đó cũng là cái lớp mê. Thì cái chỗ này rất là vi tế, không? Người mà trong kinh nghiệm mà thì sâu, phải nhận cho kỹ để không có lầm, không? Mà ở đây mà sở dĩ có lầm mê đó thì cũng do có cái niệm, tức là thấy vậy rồi cái thì mới suy nghĩ, không? Rồi mới khởi chấp. Thì chính cái suy nghĩ khởi chấp đó mà mê lầm cái chánh giác, tức là chưa gì hết là chấp vậy rồi thì mình đâu còn thấy sâu hơn nữa, tức là còn có cái gọi là cái chân thật bất sanh bất diệt, còn đó chấp cái chỗ đó là chấp cái chỗ mà gọi là
sanh diệt đối đãi, cho nên là cũng rơi vào trong cái ngoại đạo đó. Đó gọi là cái ngoại đạo gọi là thứ hai. Còn ngoại đạo đó là chấp cái lượng biến thường, tức là cái thường mà nó khắp. Còn bây giờ là tới cái thứ ba là cái loại ngoại đạo là chấp một phần thường, một phần vô thường. Đó. Lại hành giả ở trong chánh định, tâm chơn chánh, bền vững, ngưng lặng, ma chẳng còn được dịp thuận tiện. Bèn xét tột cội gốc của các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng, thầm kính kia, liền khởi tâm so đo, nghĩ xét giữa mình và cái khác. Người ấy sẽ rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo, luận về một phần vô thường, một phần thường. Tức là ở đây là khởi so đo, nghĩ suy tính toán giữa mình và cái khác. Tức là ở trong cái chỗ cái tâm yên yên lặng lặng đó, cái thì khởi niệm rồi so tính mình về cái khác, để mà rồi cái từ chỗ đó nó mới sanh ra những cái gọi là những cái kiến chấp, không? Nghĩa là thứ nhất á, là hành giả xét cái tâm sáng suốt màu nhiệm nó khắp cả mười phương cõi, cho trạng thái trong lặng là cái thần ngã rốt ráo, từ đó mới nghĩ chấp ta trùm khắp mười phương, ngưng lặng sáng suốt chẳng động. Còn tất cả chúng sanh thì tự sanh tự chết ở trong tâm ta, vậy thì tâm tánh của ta gọi là thường, còn sự sanh diệt kia thật là vô thường. Tức là ở đây thì hành giả bây giờ mới xét cho thấy tâm mình đó, tâm mình nó trùm khắp cả mười phương. Thì đây là thỉnh thoảng là mình mà có công phu hơi đó thì nó cũng thoáng một chút đó, thì dễ mắc kẹt đó. Tức là sao thấy cho tâm mình nó trùm cả mười phương, nó trong lặng, không? Rồi chấp cho đó là gọi là cái thần ngã rút ráo. Thần ngã rút ráo là thuộc về cái tướng của ngoại đạo đó. Ngoại đạo chấp trong thân là có cái thần ngã. Thần ngã này nó mới khiến cho mình thấy, nghe, hiểu biết rồi đó, không? Thì vậy là tức là thần ngã đó là thường. Thì ở đây cũng vậy, người này thấy sao giống như tâm mình nó trùm khắp cho cái trạng thái trong lặng của tâm đó, nó là thần ngã, rồi cái mình mới nghĩ, từ đó mới nghĩ ra, không? Vậy thì tâm của mình đó nó là trùm khắp mười phương, không? Nó giống như nó ngưng lặng, nó không có động. Còn chúng sanh đó ở trong mười phương thì nó lại tự sanh tự chết ở trong cái tâm của mình, không? Vậy thì tức là vậy thì tâm tánh của mình nó là thường, còn chúng sanh mà sanh diệt đó thì nó là vô thường. Tức là chấp một bên là thường, tức là ta là thường, còn chúng sanh là vô thường. Tức là chúng sanh sanh diệt ở trong ta đó. Thì đó là một cái lối chấp mà gọi là thần ngã của ngoài đạo đó. Cũng do cái sự so sánh giữa ta và cái khác, không? Tức là cái thấy cái niệm đối đãi, từ cái niệm đối đãi đó mà sanh ra cái kiến chấp. Cho nên đó là cũng thuộc về cái niệm sanh diệt mà lại không có biết rồi chấp, cho nên đời cũng vẫn là trong cái tình mê. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á là hành giả chẳng xét xem tâm mình mà xem khắp hằng xa cõi nước ở mười phương, thấy đến chỗ kiếp hoại cho đó là có tánh rốt ráo vô thường, còn chỗ kiếp chẳng hoại tới gọi là rốt ráo thường. Ở trên á là xét tâm mình, rồi dưới cái khác ở bên ngoài, hoặc là cõi nước, hoặc là người, hoặc là chúng sinh. Còn đây là chỉ xem cái bên ngoài, cho nên gọi là xem khắp hằng xa cõi nước. Nghĩa là do cái tâm nó cũng lặng lẽ, rồi nó cũng sáng, rồi cái mình xét thấy ra bên ngoài, sao thấy mười phương cõi nước nó có những chỗ mà gọi là đến kiếp hoại thì nó bị hoại hết, không? Nhưng mà có chỗ thì kiếp hoại nó không tới, không? Tức là sao? Tức là
Như là trong kinh nói đó, khi mà tới cái thế giới này, tới cái thời gọi là kiếp hoại, thì qua những cái thời tam tai, không? Rồi cái thì nó gió thổi, lửa nó đốt cháy, không? Rồi nó hoại từ từ cái cõi nước này, nó hoại lên tới cái cõi trời, gọi là cõi trời tam thiền. Tức là từ cõi trời tam thiền trở xuống là bị tam tai nó phá hoại. Còn tứ thiền trở lên đó, cái tam tai nó không có đến được, không tới được. Như vậy thì như vậy tức là từ cõi tứ thiền trở lên đó, nó thuộc về rút ráo là thường, tức là thuộc về rút ráo niết bàn. Còn từ tam thiền trở xuống đó thuộc về vô thường, thuộc về sinh diệt. Thì như vậy chấp từ cõi tứ thiền trở lên đó là niết bàn. Đó là cũng là một loại ngoại đạo. Thì như vậy cũng là do cái chỗ suy nghĩ, cái niệm mà phân biệt đối đãi rồi chấp, chứ cũng chưa phải là thấy thấu đến cái chỗ gọi là tự tánh chân thật. Đó cái loại thứ hai. Rồi cái loại thứ ba là hành giả mới xét xem tâm của ta thấy rất là nhỏ nhiệm, sâu kín, giống như hạt bụi nhỏ, nó lưu chuyển khắp mười phương mà tánh nó không có thay đổi, lại có thể khiến cho thân này sanh rồi diệt mà tánh chẳng hoại, thì cho tánh của ta là thường, còn tất cả chúng sanh từ ta mà có ra là vô thường. Tức là đây thì hành giả do trong cái chỗ nghĩa là định nó yên lặng đó, rồi cái thì xét lại cái tâm của mình, thì xét thấy sao cái tâm của mình nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín, không, nhưng mà nó lại giống như là nó lưu biến khắp cả mười phương. Cho nên đây gọi là giống như hạt bụi nhỏ đó. Thì chỗ này cho nên rồi ở bên Ấn Độ có cái ngoại đạo mà chấp gọi là chấp thì cực vi đó, chấp cực vi, lấy cực vi đó làm cái bản tánh của chúng sanh, nó là thường. Thì ở đây thì thấy tâm niệm của mình vậy, nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín, mà nó lưu chuyển khắp mười phương, nhưng mà nó lại không có mất, không có thay đổi. Rồi chúng sanh đó, thì lại sanh diệt ở trong cái tâm niệm đó. Không? Như vậy thì gọi là tánh đó, thì nó là thường, nó còn mãi. Còn chúng sanh đó, là từ trong đó mà sanh, cho nên nó vô thường. Vậy tức là chấp cũng một phần thường, một phần vô thường. Đó. Thì mới nghe thì mình thấy nó cũng giống như là có lý. Vậy tức là chúng sanh là vô thường, không? Còn trong tánh đó, thì nó là thường. Nhưng mà như vậy đây là do cái sự gọi là so đo tính toán, không? Rồi phân biệt chấp, không? Mà không ngờ chính cái niệm đó cũng là cái niệm sanh diệt. Đó là cái loại thứ ba. Còn cái loại thứ tư á, là hành giả biết gọi là tưởng ấm hết, thấy được cái dòng hành ấm, mà hành ấm thường trôi chảy nên chấp cho là thường. Còn sắc thọ tưởng nay đã diệt hết bèn cho là vô thường. Do cái so đo nghĩ chấp một phần vô thường, một phần thường này nên rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ ba, lập nên cái luận gọi là một phần thường. Không? Nghĩa là người hành giả này thì đến đây đã qua được cái gọi là sắc thọ và tưởng ấm, không? Thì vậy là cái tưởng ấm nó hết, cái thọ ấm cũng hết, không? Mà thọ ấm tưởng ấm hết thì tức là sao? Tức là nó có sanh diệt, do đó cho nên nó thuộc về vô thường. Còn bây giờ thấy cái hành ấm này nó luôn luôn nó trôi chảy liên tục, không? Nó đúng ra nó là sanh diệt, nhưng mà bây giờ mình chưa có qua được nó, cho nên là còn thấy nó giống như là nó liên tục không có mất. Mà nó liên tục không mất vậy liền chấp cho đó là chỗ đó là chỗ thường, không? Tức là không có thấy thấu được cái sự sanh diệt vi tế của hành ấm, mà vọng chấp cho nó là thường. Rồi, tức là chấp cho đó là niết bàn đó, cái chỗ đó là chỗ niết bàn, cho nên là cũng không ra khỏi được cái sanh tử.
Thì những cái chỗ này là những chỗ rất là vi tế, không? Trong cái chỗ mà yên yên lặng đó, rồi cái thì khởi niệm mà gọi là so đo tính toán đó, không? Nghĩa là tóm lại trong cái này á, cũng đều do cái chỗ gọi là so đo rồi nghĩ chấp, không? Chứ không phải là cái chỗ chánh giác, là do đó mà cũng là nằm ở trong cái sanh diệt, nghĩa là chấp cái sanh diệt mà cho là thường, bởi vì chưa qua khỏi được cái hành ấm. Cái hành ấm nó còn nghĩa là sanh diệt liên tục đó, do nó sanh diệt liên tục thì tưởng đâu nó là thường, nhưng mà không ngờ cũng là sanh diệt. Mà vậy là chấp cái sanh diệt là thường, là niết bàn, cho nên rồi cũng vẫn nằm trong sanh tử, chưa có giải thoát được, cho nên đó gọi là rơi vào ngoại đạo, không hay. Đó là cái loại ngoại đạo thứ ba. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Bữa nay học tiếp cái phần ma hành ấm, tức là tới phần thứ bốn, là bốn thứ luận về hữu biên. Lại các hành giả ở trong chánh định bền vững ngưng lặng, ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng kia liền ở trong phần vị sanh so đo nghĩ tính, người ấy sẽ rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Một là người ấy tâm nghĩ suy đầu mối sự sanh thì trôi chảy không dừng, chấp quá khứ vị lai là hữu biên, chấp tâm tương tục là vô biên. Hai là hành giả xem xét tám muôn kiếp thì thấy chúng sanh còn trước tám muôn kiếp thì lặng lẽ không nghe thấy gì, cho chỗ không nghe thấy là vô biên, chỗ có chúng sanh là hữu biên. Ba là hành giả xét nghĩ ta thì biết khắp cho là được tánh vô biên, còn tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ta mà ta chẳng từng biết cái biết của họ, cho họ chẳng được tâm vô biên, chỉ có tánh hữu biên. Bốn là hành giả xét tột hành ấm là rỗng không, theo con đường mà tâm thấy được liền suy luận trong một thân của tất cả chúng sanh đều gồm có một nửa sanh một nửa diệt. Vậy rõ ràng những gì có trong thế giới là một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Do đó, nghĩ chấp hữu biên vô biên rơi vào ngoại đạo mới làm tánh Bồ Đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ tư, lập nên luận hữu biên. Tức là bây giờ cũng là hành giả ở trong chánh định, lúc này là tâm đã được định cũng khá, cho nên là gọi là bền vững, ngưng lặng. Cho nên ma không còn được dịp để mà gọi là đến quấy, nghĩa là dứt được tưởng ấm rồi, cho nên là ma không có dịp để thuận tiện. Thì bây giờ tự mình ở trong tâm lại sanh ra những cái chấp. Cho nên ở đây gọi là xét cái cội gốc của các loài sanh, tức cội gốc của sự sanh đó, thì xem thấy được cái gọi là cái cội nguồn khởi động lăng xăng, tức là thấy được cái chỗ hành ấm đó, rồi ở trong cái phần vị mà sanh so đo nghĩ tính, phần vị tức là gọi là dịch là thời phần và địa vị đó, đây tức là gọi là hiển bày cái pháp giả lập. Phần vị là cái chỗ hiển bày cái pháp giả lập, thí dụ như sống là phần vị, nó nổi động của nước, nghĩa là sống là cái phần vị, nó nổi động lên của nước, lìa nước thì không có cái sống thật, tức là không có cái pháp thật gọi là sống. Vậy là sống là cũng là cái giả lập, gọi là cái pháp giả lập chứ không phải thật. Thì ở đây thì gọi là ở trong phần vị, thì phần vị này có mấy phần, tức là phần vị về ba mé là quá khứ hiện tại vị lai, rồi ở trong cái phần vị thấy nghe, ở trong cái phần vị người và mình, và ở trong cái phần vị sanh diệt. Thì trong đó mà sanh ra gọi là
chấp vào, gọi là lập ra các cái luận, luận hữu biên đó. Hữu biên tức là có giới hạn, có biên giới. Một là thuộc về các phần vị ba mé, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai đó. Thì ở đây gọi là hành giả, thấy không? Tâm nó nghĩ suy về cái đầu mối của sự sanh, thì thấy nó trôi chảy, không có dừng, thấy không? Cho nên chấp quá khứ, vị lai là hữu biên, chấp tâm tương tục là vô biên, tức là suy nghĩ, thấy cái sự sanh đó, nó luôn luôn, nó trôi chảy. Bởi vì đây là thấy được cái hành ấm. Hành ấm tức là nó sanh diệt liên tục, nó sanh diệt nhưng mà nó liên tục, nó trôi chảy, không có dừng. Vậy thì thấy nó cứ sanh diệt liên tục không dứt vậy, không biết đâu là bờ mé. Đó, cái liền là chấp cho nó là vô biên, tức là nó không có bờ mé, không có ranh giới. Còn cái quá khứ thì nó qua rồi, cái vị lai thì nó chưa đến, cho nên chấp quá khứ và vị lai là hữu biên. Cũng là do cái suy luận, tức là đây là do so sánh đối đãi giữa hiện tại rồi với quá khứ và vị lai, giữa hữu biên với vô biên, thấy không? Chứ còn sự thật ở trên cái tâm thể gọi là tâm thể vô niệm á, thì nó đâu có ba thời gì đâu mà gọi là hữu biên vô biên. Cho nên ở đây cũng là thuộc về cái tâm sanh diệt, nhưng mà lại không biết, lầm chấp, cho nên là sao gọi ngài kết luận gọi là mê lầm tánh bồ đề đó, không? Đó là cái thứ nhất, gọi là ở trên cái phần vị ba mé. Thứ hai là ở trên cái phần vị thấy nghe, không? Nghĩa là hành giả này xem xét thấy được tám muôn kiếp á, không? Tức là trong tám muôn kiếp thì thấy được chúng sanh trong đó, còn trước tám muôn kiếp á thì lặng lẽ không thấy gì hết, tức là thấy giới hạn thôi. Vậy tới cái liền chấp cho cái chỗ không nghe, không thấy gì đó là cái chỗ đó vô biên, còn cái chỗ mà có chúng sanh thấy được đó là hữu biên. Như vậy thì cũng là cái gọi là cái suy luận rồi chấp, thấy không? Nghĩa là cái chỗ ở trong tám muôn kiếp thì mới rằng ở đây là cũng có cái định lực khá, thấy không? Cho nên rồi xét mà xét thấy tới tám muôn kiếp thì cũng là không phải thường, nhưng mà rồi sanh cái lầm chấp đó, thành nó che lấp bồ đề, thấy không? Nghĩa là chỗ này là cũng căn cứ trên cái chỗ thấy nghe, nhưng mà thấy nghe có giới hạn, thấy không? Nghĩa là cái chỗ mà thấy được là có chúng sanh đó, thấy không? Thì vậy là thấy được có chúng sanh trong vòng tám muôn kiếp, cho nên là lập lên như vậy nó là hữu biên, tức là nó có giới hạn. Còn cái chỗ mà không thấy được thì gọi là vô biên, thấy không? Cho nên đây cũng là cái kinh nghiệm để cho mình thấy đừng có dội, nghĩa là gọi là chấp vào cái chỗ thấy nghe của mình, thấy nghe được phần gì đó rồi chấp vào đó, tưởng đâu như mình như vậy là đúng là hơn hết rồi, nhưng mà không ngờ nhiều khi cái gọi là cái chỗ thấy nó giới hạn mà không hay. Ngày xưa có một người đến trong tăng đoàn ở xin xuất gia, thì các vị trưởng lão, các vị đó mới quan sát để xem cái gọi là cái ông này từ trước tới giờ đó có gieo căn lành gì không, bởi vì các vị gọi là xưa các vị này đều là những vị đã chứng quả, cho nên là cũng có thần thông, cho nên các vị mới xét người mà có căn lành thì tu mới gọi là mới đạt được cái kết quả. Thì các vị trưởng lão này quan sát được tới trong vòng tám muôn kiếp, thì quán kỹ, quán tới quán lui, thấy trong tám muôn kiếp thấy ông này không có căn lành gì hết, không có căn lành nào hết, cho nên là các vị đó không cho xuất gia. Thì ông này ông buồn, ông khóc, không sao cái gặp Phật, không? Thì Phật mới hỏi thăm, thì ông mới nghĩa là ông phát tâm là xuất gia, giờ các vị trưởng lão rồi không có cho nên ông buồn. Thì Phật nghe vậy là Phật cho xuất gia.
Thì các vị trưởng lão mới thắc mắc, thấy không? Nghe từ trước đến giờ thường thường cho xuất gia thì cũng quán căn cơ của người thì mới cho. Sao mà thấy ông này là không có căn lành gì hết mà Phật lại cho xuất gia? À, thì Phật mới giải thích là các ông á thì chỉ có thấy trong vòng 80 kiếp thôi à. Còn cái ông này trước 80 kiếp đó thì có một kiếp, thấy không? À, ông sống ở trong đó. Rồi một lần ông đi rừng, ông bị con cọp nó đuổi. Đuổi cái thì ông gấp quá, ông chạy, ông leo lên cái cây. Thì con cọp nó đến dưới gốc cây, nó quào, nó cấu cây, ông sợ quá. Lúc đó cái thì ông mới niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. À, thì Phật nói đó chính là có nhân duyên đó, cho nên là đó cũng là một cái căn lành. À, cho nên là cho ông xuất gia, thì quả thật ông xuất gia sau ông tu hành, ông đắc quả. À, thì như vậy mấy vị trưởng lão là chỉ thấy có 80 kiếp thôi, cho nên là thấy ông trong đó không có căn lành gì hết. Còn Phật thấy thấu trước 80 kiếp nữa. À, cho nên như vậy thì cái thấy của mình đó, vậy mà chưa chắc, không? À, và ở đây cũng là để cho mình thấy, không? Tại sao mà khi mà ông leo lên cây ông sợ quá, thì lúc đó ông không có nói gì hết mà ông niệm là Nam Mô Phật. À, thì vậy là cũng có một cái chủng tử, có cái hạt giống đó, nó gieo rồi trong ông đó. Cho nên có những trường hợp, có những người gọi là say rượu hay gì đó, không? Rồi cái họ thay vì họ quậy phá gì đó, cái họ nghĩa là vào chùa thắp nhang, không? Hay là họ niệm Phật, không? Thì đó cũng là một chút căn lành, không? Đó, thì ở đây là hành giả này thì cũng vậy, chỉ thấy trong vòng 80 kiếp, cho nên rồi chấp, tính chỗ chấp đó mà là còn che mờ cái tánh Bồ Đề. À, còn cái thứ ba là gọi là phần vị của người và ta, tức là hành giả này xét nghĩ ta thì biết khắp, không? Cho nên là cho đó là cái tánh vô biên. Còn tất cả người kia hiện ở trong cái biết của ta mà ta lại không biết cái biết của họ, vậy thì họ không được cái tâm vô biên, tức là có giới hạn, chỉ có tánh hữu biên thôi, không? Tức là xét rõ thì thấy là mình á, mình thì cái ta, cái thể này thì nó biết khắp hết, nó biết cả mọi người, nhưng còn mọi người thì lại ở trong cái biết của mình, không? Mà mọi người ở trong cái biết của mình, nhưng mà mình thì lại không biết cái biết của họ. Như vậy cái biết của họ mình không biết được. Như vậy thì họ, tức là họ, cái tâm của họ là có giới hạn, cho nên mình không biết. Thành ra như vậy thì gọi là lập thành, gọi là cái lượng gọi là hữu biên, tức là tất cả người đã thuộc về hữu biên. Còn tánh của ta thì nó là vô biên, vì nó biết khắp hết. Thì như vậy cũng là thuộc về cái tâm, gọi cái tâm so sánh đối đãi, cũng nằm trong cái tâm sinh diệt. Tức là ở đây cũng còn nằm trong hành ấm đó, không? Chưa có ra khỏi. Đó là thứ ba. Còn thứ tư á, là cái phần vị sanh diệt, không? Tức là hành giả bây giờ xét tột cái hành ấm á, nó là rỗng không, không? Tức là cái hành ấm nó sanh diệt nhưng mà nó là rỗng không thôi, không có cái tánh thật, không? Mà tuy nó rỗng không nhưng mà bây giờ hiện tại đây á, thì nó chưa có gọi là chưa có hết, chưa có dứt, cho nên nó cũng vẫn còn hiện gọi là hiện hữu, cho nên vẫn thấy nó sanh diệt liên tục chứ cũng chưa phải không, không? Xét á thì tánh nó là rỗng không, không? Nhưng bây giờ thì nó là không phải không, nó vẫn còn đang nghĩa là liên tục sanh diệt đây, chứ không phải không. Đó. Cho nên từ đó mới gọi là suy ra, không? Thì tất cả chúng sanh cũng vậy đó. Trong đó thì là có một nửa sanh, rồi thì một nửa diệt, không? Rồi cái thầy xét rộng ra thế giới cũng vậy, cũng nửa sanh nửa diệt. Cho nên là mới kết luận thì một nửa sanh là hữu biên, một nửa diệt là vô biên, không? Vậy tức là chấp là chúng sanh thế giới đó, ở trong này đó là một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên.
là bởi thấy là nghĩa là phần sao giống như là nó còn nó sanh nó hiện hữu, còn phần thì giống như nó rỗng không, cho nên rồi cũng không có thấu rõ xác định được một phần một, gọi là một bề kỹ, cho nên là ta là chấp một nửa, coi như một nửa này nửa kia, nửa hữu biên nửa vô biên. Thì ở đây cũng là do suy luận rồi chấp trước, chứ không phải là đã thật giác ngộ, không? Cũng vẫn còn nằm trong cái thấy sanh diệt thôi. À, vậy thì tóm lại đây cũng là thuộc về cái kiến chấp hai bên, không? Hai bên đối đãi chứ chưa phải là cái chánh trí, chưa qua khỏi cái tâm sanh diệt, tức là cũng còn nằm trong cái gọi là cái hành ấm. Cho nên mà nhưng mà đây là những cái chấp mà nó cũng là vi tế, cho nên rồi mình phải thấy thấu rõ chứ để không có mê lầm rồi rơi vào con đường ngoại đạo. Đó là cái gọi là cái ngoại đạo thứ tư, không? Bây giờ thứ năm á là bốn thứ luận kiểu loạn, không? Kiểu loạn tức là nói tráo trở quanh co lung tung đó, không có rõ ràng, không? Gọi là nó càng nó bướng á, nó loạn để cho người ta không biết đâu người ta bắt bẻ mình đó. Lại hành giả ở trong chánh định tâm mới chân chánh ngưng lặng vững chắc, không? Mà không còn được dịp thuận tiện mới xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng xăng ở trong sự thấy biết sanh so đo nghĩ tính. Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, theo sự nghĩ chấp hư vọng càng loạn, không? Tức là ở đây thì hành giả cũng vậy, khi mà xem thấy cái hành ấm đó, tức là cái chỗ đầu nguồn nó khởi động lăng xăng đó, mới ở trong sự thấy biết rồi sanh nghĩa là so đo nghĩ tính rồi mới thành chấp. Trong sự thấy biết này á, tức là như ngài Hầm Thị đó, ngài giải nghĩa là do cái hành giả nghiên cứu cùng tột cái hành ấm, thì thấy cái chỗ nó hiện biết hiện thấy đó, tức là cái chỗ hành ấm mà hiện biết hiện thấy được đó, thì cho đó là nó sanh diệt, không? Còn cái chỗ mà tưởng ấm nó đã hết, không? Tức là cái tưởng ấm ở trước nó đã hết rồi, không còn thấy biết được, thì cho nó là không sanh diệt. Đó, nghĩa là cái hành ấm bây giờ còn thấy được đây thì nó là cái sinh diệt, còn cái tưởng ấm nó hết giờ không thấy được nữa thì đó là cái chỗ không sinh diệt. Cho nên ở trong đó mới so đo mới suy tính mà không giải quyết được rõ ràng sao mà có một cái là sinh diệt rồi có một cái là cũng không sinh diệt, rồi không biết phải giải quyết làm sao, cho nên gọi là đáp càng đáp loạn đó cho qua. Thì đây là một á, là hành giả xem xét đầu nguồn sự biến hóa, thấy đến chỗ lưu chuyển dời đổi cho đó là biến, thấy chỗ tương tục cho là hằng, thấy chỗ thấy được cho là sanh, chỗ chẳng thấy được cho là diệt, chỗ cái nhân tương tục tánh nó chẳng gián đoạn cho là thêm, còn chính trong chỗ tương tục có chỗ tách rời ở giữa cho là bớt, chỗ mỗi thứ sanh cho là có, còn chỗ thường thường mất đi cho là không. Lấy lý điều quán thấy mà dụng tâm thì thấy riêng khác. Cho nên có người đến cầu pháp hỏi nghĩa liền đáp: ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, lúc nào cũng đều nói rối loạn khiến người nghe không hiểu được nghĩa lý gì. Tức là đây gọi là mấy sáu cái thứ cũng đó, nghĩa là hành giả giờ xét nghĩa là thấy cái chỗ là hành ấm nó biến hóa, nó lưu chuyển, nó dời đổi, nó tương tục, không? Cho nên thấy hành ấm nó luôn 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 nó lưu chuyển, nó dời đổi không dừng như vậy đó, thì vậy là cho là nó có biến, không? Nó có biến tức là nó dời đổi không dừng, nhưng mà tuy nó có biến nhưng mà nó lại liên tục không dứt, cho nên nó lại là hằng, biến nhưng mà là hằng,
Bởi vì nó liên tục, nó không có dứt, chứ không phải biến mà nó mất luôn. Rồi xét nó, nghĩa là đến cái chỗ khi mà thấy được, thấy không? Tức là nó tương tục đó, thấy không? Thì mình thấy được nó là sanh, thấy không? Còn cái chỗ mà không thấy được, thấy không? Nó sâu kín, nó không thấy được, không thấy tới, thì cho nó là diệt. Vậy thì nó cũng có sanh, rồi nó cũng có diệt. Rồi xét đến cái chỗ cái nhân mà nó tương tục không có gián đoạn đó, tức là nó liên tục không gián đoạn, vậy thì mới thấy cho nó là gì, là nó có thêm, nó có thêm, tức là nó luôn luôn nó tương tục, nghĩa là không có gián đoạn, không gián đoạn, vậy tức là nó có thêm. Nhưng mà ở trong cái chỗ tương tục đó, tương tục tức là nó liên tục mà liên tục quá, thì tức là ở phần giữa nó như nó có cái phản hở, là phản hở cái giữa cái sự tương tục đó, thì vậy nó có hở, tức là nó có bớt, thì mới thấy là đây là cũng là tâm nó rất là tinh tế, mới thấy được cái chỗ đó, tức là thấy chỗ tâm niệm mình nó liên tục, nhưng mà trong cái chỗ liên tục đó phần giữa nó có hở, mà hở tức là có bớt, nhưng mà chỉ thấy trên cái tướng sanh diệt thôi, chứ nếu mình mà phải thấy sâu nữa, hay không? Sở dĩ mà trong sự liên tục tương tục vậy đó, thì nó có phản hở, mà cái gì mà nó nói liền cái phản hở đó, thì mình nhảy được vào chỗ đó thì hay, nhưng mà lại không thấy được, cho nên là chấp về nó có bớt. Rồi xét cái chỗ mỗi thứ nó sanh khởi, hay không? Vậy thì tức là mỗi thứ nó có sanh khởi, tức là nó có, hay không? Rồi tuy nó sanh, nhưng mà nó lại cũng là luôn luôn nó diệt, tức là niệm này niệm kia nó luôn luôn nó diệt, tức là nó mất đi, vậy tức là nó là không, vậy nó cũng là vừa là có mà cũng là vừa là không. Như vậy cho nên gọi là sáu thứ, không, nó vừa biến vừa hằng, không, rồi vừa gọi là vừa sanh mà cũng vừa là diệt, vừa thêm vừa bớt, thêm nữa là nó vừa có vừa không nữa, cho nên thấy không quyết định được chính xác, tức là không giờ không quyết định được là giờ nó có hay không được, nghe không? Rồi khi mà dùng cái lý mà quán thì thấy như là nó rõ ràng vậy đó, nhưng mà đến khi dụng tâm thì nó lại khác đi, tức là mới thấy cái lý thôi, nghe không? Nhưng mà khi dùng thì nó lại khác đi, nó không phải giống như cái chỗ mình thấy. Do đó mà gọi là thành gọi là khi mà có ai đến hỏi đó, gọi hỏi thì giờ không biết làm sao mà đáp. Nếu mà đáp một bên á thì sợ người ta bắt bẻ lại, cho nên giờ khi ta đến hỏi á thì đáp cái kiểu nửa này nửa kia đó, hay không, để cho người ta không biết đâu mà người ta bám, người ta gạn, không? Cho nên gọi là cũng gọi là đáp mà ta nay là cũng sanh cũng diệt, rồi cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt, nói là rối loạn vậy, thì mới nghe mà thấy cũng giống như thiền, không, nhưng mà xét kỹ là không phải, tức là đây là cũng nằm trong gọi là hai bên đối đãi, do cái tâm gọi là phân dân, không rõ ràng, không có thấy chính xác, cho nên là cái đáp nó lộn xộn, nghĩa là từ cái thấy nó chưa có rõ ràng chính xác, cho nên là cái chỗ nói chỗ đáp nó cũng là rối loạn, nó làm cho người nghe nghĩa là không biết sao hiểu, không hiểu được nghĩa lý gì. Đó là cái loại thứ nhất. Còn thứ hai á là hành giả quán kỹ tâm mình thì thường không có chỗ nơi nhân chứng được từ cái không đó, nên có ai đến hỏi chỉ đáp có một chữ không, ngoài chữ không ra chẳng nói gì nữa, không? Nghĩa là xét thấy sao mà cái tâm mình đó ngay đó cái này nó sanh rồi cũng ngay đó cái nó diệt, không? Tức là bởi vì đây là vào cái chỗ hành ấm này nè, cho nên là thấy sao ngay đó cái nó sanh, vừa sanh cái này cũng ngay đó nó diệt. Vậy là không có chỗ nơi nào cố định hết, cho nên là lấy cái chỗ không đó làm cái chỗ chứng của mình, cho nên là khi ai đến hỏi thì nó không,
mà không có biết nói gì nữa. Thì đây cũng là gọi là cái không mà đối với cái có, chứ chưa phải thật, nghĩa là cũng thuộc về gọi là có cái chỗ thấy, không? Nghĩa là bám vào cái chỗ thấy đó rồi thành chấp. Cho nên lục tổ ngài đó là ngài bảo ngài Chí Thành đó, nghĩa là chẳng thấy bộ pháp mà còn thấy không, thì giống hệt như mây nổi che mặt nhật, không? Nghĩa là mình không thấy một pháp nào hết mà còn giữ cái chỗ thấy không nữa đó, thì vậy cũng là còn một lớp giống như mây nó che cái mặt trời, chứ chưa phải thật, chưa phải thật giác. Chỗ này là chỗ rất là vi tế, không? Đó là cái loại thứ hai. Còn cái loại thứ ba ở đây là đánh thiếu cái thứ ba. Thứ ba là hành giả quán kỹ tâm mình, thấy mọi thứ nó đều có chỗ nơi. Nhân đó mới có chỗ chứng được. Hễ có ai đến hỏi thì chỉ đáp một chữ là phải, ngoài ra cũng không nói gì. Ở trên là đáp không, ở đây là đáp phải. Thì mới thấy đó cũng là cái thấy đối đãi. Bởi vì đây là khi xét thì thấy sao tâm mình nó mỗi niệm nó đều có sanh, tức là đều có chỗ. Rồi lấy cái có đó đó làm cái chỗ chứng của mình. Cho nên ai đến hỏi pháp thì đáp phải. Thì như vậy cũng là một bên, không? Ở trên đó là bám theo một bên cái niệm diệt, cho nên là đáp không. Ở đây thì bám một bên là theo cái niệm sanh, đáp phải, tức là cũng thuộc về có không, đối đãi thôi, tức là cũng nằm trong cái tâm sanh diệt. Rồi cái loại thứ tư là hành giả thấy cả có và không, do cảnh nó chia chẻ nhiều nên tâm cũng rối loạn. Hễ có ai đến hỏi thì đáp cũng có, tức là cũng không, trong cũng không chẳng phải là cũng có, nói là rối loạn người ta không biết gì hết. Tất cả đều nói lộn xộn dối ngụy, không cho người gạn đến cùng. Do cái so đo nghĩ chấp kiểu loạn hư vô này liền rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ năm, lập nên luận hư vọng nghĩ suy chấp trước điên đảo bất tử kiểu loạn, không? Tức là cái loại thứ tư, không? Là thấy hành ấm sao mà nó cũng có sanh, sanh rồi nó cũng có diệt, tức là có sanh rồi có diệt, rồi quán ra thêm thì muôn cảnh á, nó lại chia chẻ nhiều thứ nữa, lung tung, cho nên tâm nó càng rối loạn, không biết sao mà xác định được. Cho nên hãy ai đến hỏi thì đáp lộn xộn đó, để cho người ta không gạn đến cùng được. Thì gọi là đây là cũng do nghĩa là cái chỗ thấy nó cũng không có rõ ràng, không? Rồi sợ cái là mình nói mà một bề thì người ta gạn lại cái thì bí đáp là không biết sao trả lời, cho nên là nói nghĩa là lộn xộn lung tung rồi đó, để người ta không biết đâu gạn, để người ta gạn. Cho nên là người học thiền mà cái kiểu bắt chước có khi cũng vậy đó, nghĩa là mượn cớ, không? Rồi mình bắt chước thiền sư cái mình đáp cũng lung tung lộn xộn rồi đó, để cho người ta không có, ta không có gạn được. Thì như vậy sự thật là do tâm mình thấy chưa rõ ràng, nghĩa là sợ người ta bắt bẻ thôi, cho nên đây gọi là đáp cái kiểu chạy trốn đó, chứ không phải thật. Thì đó, cho nên đây gọi là rơi vào cái loại gọi là ngoại đạo, phải không? Gọi là ngoại đạo thứ năm. Rồi đây còn cái loại thứ sáu là 16 thứ luận hữu tướng. Hữu tướng tức là có tướng á, tức là lại hành giả ở trong chánh định, tâm chơn chánh ngưng lặng bền chắc, ma không còn dịp thượng tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn thường khởi động lăng xăng thầm kín ở trong dòng sanh diệt vô tận, khởi so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào tâm niệm điên đảo, chấp sau khi chết còn có tướng. Tức là ở đây là theo cái dòng sanh diệt của cái hành ấm đó, nó sanh diệt liên tục không dứt, rồi theo đó cái mình suy nghĩ chấp, vậy là sau khi chết nó cũng vẫn còn có tướng. Có tướng sao? Đây là thứ nhất á, hoặc là tự giữ chặt thân mình cái thì cho sắc á là ta,
Nghĩa là bám lấy cái xác thân này, sợ nó mất, cho nên cho xác đó là ta, tức là chấp giữ nó, cho nó lâu dài, nó bền vững. Vì nó là ta mà, cho nên ta phải giữ chặt nó luôn, sợ mất nó, thì tức là mất ta luôn thì sao? Đó, thì đó cũng là một cái gọi là hình thức chấp ngã, sợ mất cái ta này. Cho nên đó là thứ nhất. Thứ hai á, là hoặc thấy cái ta tròn khắp bao trùm cả cõi nước, cho ta có sắc. Cái kia cho sắc là ta, bây giờ cho ta có sắc, bởi vì thấy cái ta nó tròn khắp, nó bao trùm cả cõi nước. Cái này thì có khi người mà gọi là thấy là loáng thoáng cũng dễ chấp cái này đó, thấy giống như tâm mình cho nó trùm khắp hết, giống bao trùm cả cõi nước, không? Nghĩa là mình quán thấy tâm mình nó mở rộng ra, nó bao trùm khắp hết cõi nước, vậy thì cái ta này á nó có đủ sắc trong đó hết. Vậy thì tức là nó có sắc, mà có sắc thì tức vậy thì là có chỗ, tức là có thể thấy được nó. Tức là ta mà có sắc thì vậy có thể thấy được nó, cho nên đó cũng là cái chỗ lầm. Rồi thứ ba là hoặc là thấy các tiền trần kia đều quay trở về nơi ta, cho nên là cho là sắc thuộc ta. Nghĩa là bây giờ thấy là sao các trần cảnh ở trước hiện tiền đây đó, nó rồi nó cũng đều quay về nơi ta hết, nơi mình hết, chứ nó không có đi đâu. Vậy thì tức là sắc, mọi thứ sắc đó, nó cũng đều thuộc về ta. Vậy thì cũng là sợ mất cái sắc, đó là cũng là bám giữ cái ta, tức là chưa rời khỏi cái tình chấp ngã. Rồi thứ tư á, hoặc là thấy ta nương ở trong hành mà tương tục, cho ta ở nơi sắc. Ta nương các hành mà tương tục đó, tức là ở trong cái gọi là cái hành ấm này nè, thì cho nên là ở trong đó nó cứ tiếp nối luôn, tức là nó có mặt, nó tồn tại ở trong đó. Vậy thì nghĩa là ta cũng ở nơi sắc hiện hữu đây thôi, hay là ở trong các sắc đó nó cũng đều có ta, cho nên đây chấp là ta ở nơi sắc. Đó là nó là thuộc về sắc, thấy không? Sắc nó có bốn thứ, thấy không? Này, cho sắc là ta, rồi cho ta có sắc, cho sắc thuộc ta, cho ta ở nơi sắc, là bốn thứ. Người ấy đều so đo nghĩ chấp, cho sau khi chết còn có tướng, cứ soi vần như thế thành có 16 tướng. Tức là sắc nó có bốn thứ như vậy, rồi thọ tưởng hành mỗi cái cũng có bốn, nhân là thành 16 tướng, cho nên gọi là soi vần như thế thành có 16 tướng. Từ đó hành giả là chấp phiền não, rốt ráo là phiền não, bồ đề rốt ráo là bồ đề, hai tánh đều cùng tồn tại theo nhau, chẳng có đụng chạm nhau, do tình nghĩ chấp sau khi chết còn có tướng này, nên rơi vào ngoại đạo mê lầm bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập nên luận điên đảo nơi tâm về trong năm ấm sau khi chết còn có tướng. Tức là lanh quanh lẩn quẩn cũng ở trong cái sắc, rồi cái thọ tưởng hành thức đó, rồi cái chấp sau khi chết còn có tướng, mà còn có tướng để chi? Để cho mình bám lấy, cho nên đó gọi là cũng còn gọi là cái tướng ngã, không? Rồi phiền não bồ đề, hai cái nó đều có tồn tại, tức là thật có phiền não, thật có bồ đề, đó, cho nên đó là cái lầm đó. Tức là có cái phiền não rồi có cái bồ đề, hai cái đó nó cứ đuổi theo nhau, nó cùng nó tồn tại song song với nhau, không? Cho nên mà đây không biết hai thứ đều là cái tánh không thôi, nó giống cũng như là tối và sáng, hãy nó có tướng nhưng mà nó không có thật thể. Thí dụ như hãy có tối thì ta không có sáng, cũng như có phiền não thì không có bồ đề, có bồ đề thì không có phiền não, còn này hai cái mà nó tồn tại song song thì tất nhiên hai cái này đều có thật hết. Cho nên ở đây là chỉ nghĩa là theo cái tình chấp thôi, chứ mà không có thấy được, không? Gọi là thấy vượt lên trên là cái mà thấy được cả hai,
tức cả hai tối và sáng đó, không? Ví dụ cả hai là phiền não Bồ đề đó, cái mà thấy được cả hai đó thì nó không nằm ở trong trong đó, tức là không nằm ở trong thuộc tối và sáng, thì phải thấy đến chỗ đó mới thật. Còn ở đây thì chỉ là gọi là suy luận tưởng tượng chứ không có thực chứng, không? Vậy là cũng còn nằm ở trong cái tình gọi là cái tình chấp ngã. Vậy thì mới cho thấy rằng cái mê này á, nó rất sâu, nó rất tế, mình không thể hời hợt mà gọi là thông qua cách dễ dàng hay là để mà nuôi dưỡng nó rồi cái cũng là sống ở trong cái ngã mà không có hay. Cho nên ở đây cũng rơi vào trong ngoại đạo, tức là do suy luận như đó, rồi cái thì chấp sau khi chết nó cũng còn có tướng, có tướng còn như Phật á, thì thường thường có người đến hỏi Phật sau khi chết là còn có hay không rồi đó, không? Tức là Như Lai sau khi chết là còn có rồi hay không nữa, thì Ngài thường thường Ngài không có đáp mà Ngài im lặng để người ta không có làm chấp. Đó là cái loại thứ sáu. Còn loại thứ bảy á, thì lại là chấp là vô tướng, tức là chấp tám thứ vô tướng. Tức là lại hành giả ở trong chánh định, tâm chân chánh ngưng lặng vững chắc, ma chẳng còn được dịp thượng tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng xăng thầm kín ở trong chỗ sắc thọ tưởng đã trừ diệt, mới sanh so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào tâm niệm điên đảo, chấp sau khi chết không còn có tướng. Tức là đây là đối với cái trên, nghĩa là theo cái chỗ xét thấy sao mà sắc thọ tưởng thì nó đã diệt rồi, tức là nó không còn, cho nên giờ theo đó mới suy luận. Suy luận thành ra cái chấp, tức là người đó thấy sắc ấm đã diệt, thân hình không nhân tựa vào đâu, quán tưởng ấm diệt thì tâm nó không còn ràng buộc chỗ nào, rồi rõ biết cái thọ đã diệt, chẳng còn kết nối, thì tánh của ấm đã tiêu tan, dẫu có cái lý sanh khởi mà không có thọ và tưởng thì đồng với cỏ cây thôi. Không? Vậy thì cái thể chất hiện tiện đây còn chẳng thật có, thì sau khi chết làm sao còn có tướng? Nhân đó nghiệm xét sau khi chết là không có tướng, cứ soi vận như thế thành có tám thứ vô tướng. Không? Tức là giờ thấy sắc ấm thì nó diệt, mà sắc ấm nó diệt rồi thì thân hết chỗ để nương tựa, vậy thì nó còn ở đây mà cũng như là không rồi. Không? Còn cái tưởng ấm thì nó bây giờ nó cũng diệt rồi, không? Nó diệt thì tâm cũng hết còn chỗ để mà buộc, tức là không chỗ để sanh khởi vọng tưởng được. Còn cái thọ ấm nó cũng diệt, mà thọ nó ở giữa sắc và tưởng đó, cho nên nó không còn chỗ để kết nối để mà cảm thọ nữa. Vậy thì ba chỗ này, không? Tức là sắc rồi thọ tưởng đều không hết rồi. Giờ thì chỉ còn có cái hành, tức là hành ấm đó, hành tuy nhưng mà hành tuy nó còn đó nhưng mà nó cũng mất hai chỗ kia, thì giống như nó mất cái chỗ bám rồi, mất chỗ đứng rồi, cho nên nó có cũng như không. Như vậy thì mới xét tới xét lui thì thấy hiện tiền ở đây thì cái tướng sanh tử này nó còn không có thật có, không? Nghĩa là hiện bây giờ còn đây mà nó còn không thật có thì sau khi chết đó, thì làm sao mà có được. Cho nên là sắc thọ tưởng hành, sắc thọ là tưởng hành bốn thứ, không? Bốn thứ xét thấy nó đều không, hiện tại không, rồi sau khi chết thì vậy tức là nó cũng không nữa. Cho nên rồi mỗi cái thì nó đều có tức là bốn cái mà xét hiện tại không, rồi vị lai cũng không, cho nên nhân lên thành tám. Thì như vậy, không? Nghĩa là xét rõ bây giờ ngay hiện tiền đây nè, thì cái tướng sanh tử này á, nó rõ ràng nó không thật, không thật có gì hết. Thì vậy sau khi chết rồi thì làm sao mà nó thật có được, cho nên là mới chấp là sau khi chết đó, là không có tướng đó. Mà sanh tử đã không có thì niết bàn làm sao có, vậy là cũng không có niết bàn luôn, không?
Cho nên đây, từ đó hành giả hoặc chấp niết bàn, nhân quả tất cả đều không, chỉ có tinh xuông rốt ráo đoạn diệt hẳn. Do tình nghĩ chấp sau khi chết không có tướng nên rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên luận điên đảo nơi tâm. Cho năm trong năm ấm sau khi chết là không có tướng, tức là nhờ chấp là sau khi chết đó, nó không còn có tướng gì hết. Như vậy thì đây cũng là do cái có rồi suy đến cái không, thấy không? Tức là từ cái có hiện tại đó rồi cái thì mình suy luận cái thì đến cái không là thành chấp, chứ không phải là ngộ được cái tự tánh xưa nay của mình, tức là tự tánh xưa nay nó chưa từng có sanh tử niết bàn đó, hay là cái niết bàn nó là ở ngay trong tự tánh thôi, chứ nó không phải là ở đâu, không phải là nó hoàn toàn không có gì hết. Còn đây là suy luận rồi thành chấp, cho nên thuộc về cái gọi là chấp không đối với chấp có. Vậy thì nó cũng nằm trong cái niệm sanh diệt có không, chứ chưa thấy thực được cái vô tướng thực. Còn cái vô tướng thực á thì sao? Thí dụ cũng như là ngài Kính Quyền, Kính Quyền ngài đến ngài hỏi thiền sư Dương Quán ở Lương Sơn đó, hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng, không? Thì ngài Dương Quán đó, ngài mới chỉ cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, ngài nói cái này á là do Ngô Sử Sĩ vẽ, tức là do ông Ngô Sử Sĩ ông vẽ. Thì ngài Kính Quyền nghe vậy cái thì liền suy nghĩ để mà gọi là thư tiếp đó. Thì ngài gọi ngài Dương Quán, ngài vừa thấy vậy thì ngài nhanh miệng cái ngài bảo, cái này có tướng, cái kia không tướng, không? Thì nhân đó là ngài Kính Quyền ngài liền có tỉnh, liền lễ bái đó. Thì phải thấy được cái không tướng đó thì mới là cái chỗ gọi là sáng tỏ, không? Vừa suy nghĩ tức là có tướng, nghĩa là suy nghĩ là cái có cái tâm niệm, và có tâm niệm là cái có tướng, nhưng mà ngài nói cái kia là không tướng, thì phải thấy được cái không tướng kia đó. Đó thì cái đó mới thấy được cái thật là chỗ vô tướng. Còn ở đây là bám chấp, nghĩa là cái do cái có rồi suy luận đến cái không, rồi chấp là vô tướng này thôi, chứ không phải là cái thật, cho nên cũng nằm ở trong cái tâm sinh diệt. Đó là cho nên là cũng rơi vào một cái loại ngoại đạo, gọi là ngoại đạo thứ bảy. Còn cái loại thứ tám là gọi là chấp là tám thứ đều chẳng phải, tức là hành giả ở trong chánh định tâm chơn chánh ngưng lặng vững chắc, ma không còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn thường khởi động lăng xăng thầm kín, trong khi hành ấm còn mà gồm thọ và tưởng diệt, liền nghĩ chấp cả hai có và không tự thể phá hoại nhau, người ấy rơi vào luận điên đảo chấp sau khi chết cả hai đều chẳng phải, tức là phủ nhận cả hai hết. Nghĩa là đây là do thấy cái hành ấm thì nó còn đó, không? Bây giờ chưa qua được hành ấm cho nên thấy hành ấm nó còn đó, nhưng mà nó lại gồm cái thọ và tưởng đã diệt, tức là nó có nhưng mà nó gồm cả cái không kia. Đó. Vậy thì hai cái có và không đó, đây gọi là hai cái có không đó, tự thể nó giống như nó phá hoại nhau, không? Nghĩa là một cái thì còn, một cái thì mất, hai cái, không? Thì cái này nó phá cái kia. Đó. Cho nên vậy thì liền chấp là vậy thì sau khi chết rồi nghĩa là gọi là không cả hai hết, tức là phủ nhận cả hai hết, cho nên gọi là chẳng phải có cũng chẳng phải không. Đó. Nghĩa là giới hành ấm á, thì nó hiện nó còn đây, vậy thì nó là có, không? Còn ba cái ấm kia không? Mà gần là thọ và tưởng không? Thì nó đã diệt, mà diệt tức nó là không, không? Nhưng mà bây giờ đây không?
hiện nay á, nó là không, nhưng mà trước kia thì nó là có, tức là trước đó nó có, nhưng mà bây giờ nó diệt nó mới thành không. Còn cái mà hiện nay có là hành, là cái hành ấm đây, nhưng mà rồi sau nó cũng thành không luôn. Cho nên do đó mà cứ suy tính rồi cái thì mình chấp, thấy không? Ở đây trong sắc thọ tưởng, trong sắc thọ tưởng hành giả thấy có mà chẳng phải có, thấy không? Rồi trong hành ấm dời đổi xem thấy không mà chẳng phải không. Đó. Tức là cái sắc thọ tưởng đó thấy nó có, tức là trước nó có nhưng bây giờ nó không rồi. Còn cái hành ấm nó dời đổi thì tuy nghĩa là nó không mà nhưng mà bây giờ nó hiện còn đang nghĩa là biến chuyển nè, nó sinh diệt, nó dời đổi nè, cũng đang còn hiện hữu đây nè, cho nên nó cũng không phải không. Vậy thì cho nên là cứ soi vào như thế, cùng tổ các ấm thành ra tám tướng đều chẳng phải có chẳng phải không, tùy gặp một duyên nào đều nói là sau khi chết là có tướng không tướng. Đó. Nghĩa là mình theo đó cái nghĩa là xét nghĩ cái gọi là cái có, mà cái có đang hiện hành của hành ấm đây á, không thì nó sẽ phá, tức là nó phá cái không của ba ấm trước, nghĩa là hành ấm nó có cho nên nó phá cái không kia, còn cái không của ba ấm trước á thì nó lại phá cái có đang hiện hành của hành ấm đây. Cho nên chỗ này gọi là cái chỗ gọi là tự thể nó phá hoại lẫn nhau, không? Cho nên đây gọi là hành ấm, gọi là lại do hành giả nghĩ xét tánh các hành đó, nó dời đổi không thật, nên tâm tỏ rõ thông suốt, cho có và không đều chẳng phải, hư và thật đều sai, bởi tình nghĩ chấp sau khi chết đều phủ nhận cả có không, tương lai mờ mịt không thể nói được, nên rơi vào ngoại đạo mê lầm bồ đề, đó gọi là ngoại đạo thứ 8, lập nên luận điên đảo, nơi tâm chấp là năm ấm sau khi chết đều chẳng phải có không. Nghĩa là xét kỹ, không cái có mà của cái hành ấm đây, nó đang có đây, nó đang hiện hành đây, không thì vậy nó có là nó phá cái không của ba ấm trước, tức là sắc thọ tưởng, rồi cái không của ba ấm trước á, không thì nó không, cho nên nó lại phá cái có mà đang hiện hành của cái hành ấm này. Vậy tức hai cái nó giống như nó phá lẫn nhau, cho nên rồi đây gọi là tự thể nó phá hoại lẫn nhau đó. Do đó mà vậy thì xét chung lại bốn ấm á thì nó cũng chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Đó, tức là cũng là thành chấp, do suy luận mà chấp. Đó, ở đây nói là do tâm tỏ rõ thông suốt, cho có và không đều chẳng phải. Bởi vì hành giả xét thấy cái hành ấm đó thì nó dời đổi nó không thật, cho nên tâm nó rõ thông được chỗ đó, nhưng mà nó lại là hiện hữu không mất, tức là dời đổi không thật, nhưng mà nó là hiện hữu nó không mất. Vậy thì làm sao nói là có hay không, cho nên nó giống như chẳng phải có chẳng phải không. Cho nên tâm nó không có quyết định được rõ ràng là thật có hay là thật không, do đó mà bây giờ suy luận ra thành ra cái chấp là chẳng phải có chẳng phải không. Thì cái chẳng phải có chẳng phải không này là suy luận, nghĩa là suy luận mà chấp, chứ không phải là cái tâm mà vượt qua có không. Nghĩa là không phải là thật sự giác ngộ, cho nên đó là còn trong cái tâm sanh diệt, cho nên rơi vào ngoại đạo. Chỗ này là chỗ cũng rất là tế nhị, không? Cho nên mình nhiều khi rồi trong thiền định cái tâm yên yên rồi cái thì nó lại khởi ra cái niệm, nó suy nghĩ gì đó, suy nghĩ rồi thấy được gì đó là cái theo đó mà chấp là rơi vào ngoại đạo, tức là đi vào đường tẻ. Đó là cái loại thứ 8. Rồi cái loại thứ 9 là bảy thứ luận đoạn diệt, tức là lại các hành giả ở trong chánh định
tâm chơn chánh, ngưng lặng vững chắc, ma chẳng còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội nguồn các loài sanh, xem đầu nguồn khởi động lăng xăng thầm kín, đối với thân đời sau không còn nữa. Sanh so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào bảy thứ luận đoạn diệt, là hoặc chấp thân đoạn diệt, hoặc chấp dục hết là đoạn diệt, hoặc là khổ hết là đoạn diệt, hoặc là vui tột cùng là đoạn diệt, hoặc là xả tột cùng là đoạn diệt. Cứ soi vần như thế, cùng tột đến bảy mé hiện tiền đều tiêu diệt, diệt rồi không còn sanh trở lại. Do tình nghĩ chấp, sau khi chết đoạn diệt này, hành giả rơi vào ngoại đạo, mê làm tánh bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ 9, lập nên luận điên đảo nơi tâm, chấp trong năm ấm sau khi chết là đoạn diệt. Tức là ở đây, xét thấy cái hành ấm, nó là niệm niệm, nó dời đổi luôn, không có dừng, không có thường trụ. Không? Đấy. Cho nên là chấp rằng như vậy thì nó là rốt ráo, nó sẽ đoạn diệt hẳn thôi. Không? Do đó mà từ cái chỗ đó đó mới suy luận ra thành ra bảy cái thứ luận để mà chấp thành đoạn diệt. Đây gọi là thứ nhất là thân. Đây tức là một là chấp thân đoạn diệt. Tức là sao? Thân đoạn diệt đây tức là chỉ cho cái thân là ở người trời đó. Người trời mà ở cõi dục đó. Không? Người trời ở cõi dục đó là thứ nhất là gọi là thân chết rồi, tức cái ngã nó cũng tiêu luôn, không còn sanh trở lại đó, cho nên gọi đoạn diệt. Rồi cái thứ hai á là chấp dục hết là đoạn diệt đó. Dục hết đây á là chỉ cho cái cõi trời sơ thiền, tức là sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc đó, trên cõi đó là lìa cái ngũ dục mà được cái vui. Cho nên đó gọi là ở đây thì gọi là chấp vào cái cõi trời đó, thấy không? Là đoạn diệt. Rồi cái thứ ba là khổ hết là đoạn diệt. Khổ hết là đoạn diệt đây là chấp này thuộc về cõi trời nhị thiền. Nhị thiền là khi hết đó là đoạn diệt luôn. Rồi cái gọi là cái vui tột cùng là đoạn diệt đó là cái chấp này là thuộc về cõi trời tam thiền. Bởi vì tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc đó, cái cõi trời này nó cái vui rất là vui, vui gọi là vui tột cùng đó, thấy không? Rồi cái thứ năm á, hoặc là xả tột cùng là đoạn diệt. Xả tột cùng là thuộc về cõi trời tứ thiền và vô sắc, thấy không? Như vậy tức là chấp bảy chỗ này là cuối cùng trở về cái chỗ đoạn diệt đó, mất hẳn, không còn trở lại nữa. Vậy tức là thân diệt là thuộc về người và trời ở dục giới, đó là hai, thấy không? Rồi cõi trời sơ thiền, cõi trời nhị thiền, tam thiền, đó là năm, thấy không? Xả tột cùng là tứ thiền và cõi vô sắc, đó là bảy. Tức là bảy chỗ này là cuối cùng trở về chỗ đoạn diệt hết, là mất hẳn, không còn trở lại. Và như vậy cho nên đó gọi là thành cái chấp. Nếu chấp như vậy đó thì tức là mình khỏi cần tu, bởi vì năm ấm này như vậy nó là khi mà nó chết rồi thì nó mất luôn, nó không còn trở lại nữa, thì giống như là dứt hẳn rồi, vậy thì còn gì phải tu chi nữa, giống như là hết sinh tử. Cho nên đó là cũng là một cái chấp nguy hiểm. Mà cái chấp này cũng do là cái suy nghĩ rồi luận ra rồi chấp, đó là gọi là cái chấp về đoạn diệt. Còn cái thứ 10 á là chấp năm thứ niết bàn hiện hữu, tức là lại các hành giả ở trong chánh định, tâm chân chánh ngưng lặng vững chắc, ma không còn được dịp thuận tiện, bèn xét tột cội gốc các loài sanh, xem thấy đầu nguồn khởi động lăng xăng thầm kín, đối thân còn có ở đời sau, sanh so đo nghĩ tính, người ấy rơi vào năm thứ luận về niết bàn. Tức là đây là năm thứ luận chấp về cái
Niết Bàn nó hiện hữu, tức là còn ngay đây nè, là Niết Bàn. Một là hoặc nhận dục giới làm chỗ chuyển về nương tựa chân chánh, bởi do xem thấy cảnh giới trên đó sáng suốt tròn khắp mà sanh tâm gọi là mến luyến. Thấy không? Tức là lấy cái cõi trời ở cõi trời thuộc về cõi dục đó đó, chấp đó làm cái Niết Bàn. Tức là dục giới, cõi trời dục giới đó là Niết Bàn. Bởi vì sao? Lấy cái vui, tức là trên đó nó vui, nó không phải cầu Niết Bàn đâu nữa. Bởi vì gọi là sanh lên cõi trời dục đó, trên đó là nó vui quá, nhưng mà lấy cái cảm thọ vui đó cho đó là Niết Bàn, cho nên mới thấy cái đó là cái nguy hiểm. Rồi cái thứ hai á, là hoặc nhận cõi sơ thiền làm Niết Bàn vì nó vốn không có lo buồn. Tức là cái chấp cái cõi trời sơ thiền, bởi vì cõi sơ thiền đó là gọi là xa lìa cái ngũ dục, gọi là ly hỷ ly dục sanh hỷ lạc đó, cho nên vậy thì lấy cái, chấp cái vui của cõi sơ thiền đó là Niết Bàn. Bây giờ đó là không còn lo, nhưng mà đâu biết đây là do cái sức gọi là xả ly thôi. Nhưng mà khi cái sức xả ly này nó hết, không, thì nó cũng rơi trở lại vào trong luân hồi, tức là hết tuổi thọ trên cõi trời đó cũng rớt vào trong luân hồi thôi. Rồi cái thứ ba là hoặc nhận là cõi nhị thiền làm Niết Bàn vì tâm trên đó không có khổ. Không? Nghĩa là sao? Bởi vì cõi nhị thiền á, là đây là do cái sức định mà nó được vui, gọi là định sanh hỷ lạc đó, do định mà vui, cho nên nó cũng không có khổ. Nhưng mà lấy cái vui đó chấp đó là Niết Bàn, mà cũng không biết là cái vui này á, cũng do cái sức định mà nó tạm được vậy thôi. Khi mà hết cái sức định đó rồi, hết tuổi thọ rồi cũng sanh trở lại, cũng không phải là Niết Bàn thật. Rồi hoặc hoặc là nhận cái cõi tam thiền làm Niết Bàn vì luôn theo cái vui tột. Tam thiền tức là cái chỗ gọi là ly hỷ diệu lạc đó, trên đó được cái vui rất là vi diệu, không, thì chấp đó làm Niết Bàn. Nhưng mà đây cũng là còn có cái trạng thái vui, nghe không? Mà còn có trạng thái vui thì cũng còn nằm ở trong sinh diệt, mà không có hai, rồi chấp đó đến khi hết cái sức định này, rồi hết cái tuổi thọ đó là cũng rớt trở lại trong sinh tử. Rồi cái kế nữa là hoặc nhận là cõi tứ thiền làm Niết Bàn vì hai thứ khổ vui đều mất, chẳng bị luân hồi sinh tử. Tức là chấp cái cõi tứ thiền làm Niết Bàn, bởi vì tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh đó, xả được cái niệm khổ vui, không? Rồi trụ ở nơi cái tâm xả, thì đây cũng là do cái sức định nó tạm được vậy thôi, chứ cũng không phải thật. Nhưng mà là lấy đó làm cái chỗ nương tựa an ổn, khi mà sức định nó hết, cái tuổi thọ nó không còn, cái thì cũng sanh trở lại, cũng chịu khổ, tức là vào trong cái dòng luân hồi, không? Cho nên đó gọi là cũng là cái đây là cũng là cái lầm chấp, không? Cho nên đây nó là hành giả mê mờ cõi trời hữu lậu, nhận hiểu là vô vi, cho năm chỗ đó là an ổn, lấy làm chỗ nương tựa thù thắng, soi vần như thế năm chỗ là hoàn toàn, do tình nghĩ chấp năm thứ Niết Bàn hiện hữu sẽ rơi vào ngoại đạo, mê làm tánh Bồ Đề, đó gọi là ngoại đạo thứ 10, lập nên luận điên đảo nơi tâm chấp năm ấm, không, tức là chấp trong năm ấm năm thứ Niết Bàn hiện hữu. Thì ở đây ở trong cái bộ luận Bà Sa đó, trong đó có giải thích gọi là năm thứ Niết Bàn này, gọi là năm thứ hiện pháp Niết Bàn á, không, tức là ngoại đạo họ chấp rằng á, tức là đây có những ngoại đạo chấp nếu mà đối với hiện tại đây á, cái ngã tức là cái ta này á, nó cảm thọ an lạc với an vui đó, thì do cảm thọ an vui đó thì đó là được Niết Bàn. Tức là chấp Niết Bàn á, là do là cái chỗ mà cái ngã nó cảm thọ an vui đó, còn nếu mà cái ngã nó có khổ á, thì chẳng được gọi là Niết Bàn vì chẳng được an vui.
Cho nên thứ nhất á, là nó mới khởi niệm ta đây là thanh, tức là cái thanh tịnh giải thoát lìa khỏi tất cả cái tai quạn của ta đây nè, thì gọi là hiện thọ dụng cái vui ngũ dục di diệu, thì lúc ấy gọi là được hiện pháp niết bàn. Tức là chấp cái thứ nhất á, là mình gọi là lìa khỏi cái tai quạn, lìa khỏi cái ngũ dục, thấy không? Thọ dụng được cái vui, cái vui di diệu, không? Thì vậy lấy cái vui đó đó, cho đó là hiện pháp niết bàn. Tức là cái đây là gọi là cái thứ nhất gọi là chấp nhận là cõi dục đó, làm niết bàn đó. Còn cái thứ hai á, là do hay thấy cái lỗi của các dục, họ liền khởi niệm cái vui mà do dục sanh á, nó là chỗ các khổ đi theo, có nhiều cái quán hại, thì cái vui mà tự định sanh á, nó mới gọi là di diệu tịch tỉnh, không có các khổ đi theo, lìa các quán hại. Cho nên khởi cái niệm ta đây là thanh tịnh giải thoát, lìa khỏi các tai quạng, gọi đó là hiện an trụ cái tỉnh lự đầu tiên, gọi đó là hiện pháp niết bàn, tức là sơ thiền. Tức là chấp vào cái vui của sơ thiền đó, thấy không? Làm niết bàn. Còn cái thứ ba là hay thấy các dục rồi tầm tư, tức là giác quán đó, thấy không? Thì nó còn có giác, còn có quán, là còn có lỗi, cho nên họ mới khởi niệm là ta đây thanh tịnh giải thoát, lìa khỏi các tai quạng, gọi đó là hiện an trụ nơi đệ nhị tỉnh lự. Đệ nhị tỉnh lự tức là nhị thiền đó, thì lúc đó gọi là hiện pháp niết bàn, gọi là chấp cái chỗ nhị thiền đó là hiện pháp niết bàn. Cho nên mấy chỗ này nhiều khi là có người mà không có nắm vững đó, thì cũng dễ lầm đó, tức là chấp vào sơ thiền nhị thiền rồi đó, đó là cái chỗ niết bàn. Có khi có người lại chấp lầm sơ thiền đó là tu đà hoàng, rồi nhị thiền đó là tư đà hàm, tam thiền a la hàm, tứ thiền a la hán. Ở đây cái thứ tư là hay thấy lỗi lầm của các dục, không? Tầm tư tới giác quán đó, và hỷ, cho nên là họ mới khởi niệm mà ta đây thanh tịnh giải thoát, lìa khỏi tất cả tai quạng. Thì vậy gọi đó là an trụ nơi đệ tam tỉnh lự, đệ tam tỉnh lự tức là tam thiền, lấy đó gọi là hiện pháp niết bàn. Và cái thứ năm là chấp vào cái tứ thiền, không? Nghĩa là chấp vào tứ thiền, gọi đó là hiện pháp niết bàn. Như vậy thì nghĩa là do cái tình chấp đó, không? Cho nên đây gọi là mê mờ cõi trời hữu lậu, nhận đó là vô vi. Tức là những cái chỗ này là đúng ra thì đây cũng thuộc về là cái thiền phàm phu thôi, tức là phàm phu thiền, do tu các thiền này rồi họ nghĩa là mong cầu sanh lên cõi trời đó, cho nên được sanh vào trong các cõi trời gọi là tứ thiền đó. Rồi hết, khi mà hết cái sức định, hết cái tuổi thọ đó, rồi cũng rớt trở lại trong luân hồi sanh tử, chứ không phải niết bàn thật. Thì vậy đó là do chấp lầm thôi. Đó gọi là, cũng là gọi là, đây gọi là năm thứ gọi là chấp về niết bàn hiện hữu, cũng rơi vào trong cái loài ngoại đạo. Mình phải biết kỹ để không có lầm. Giờ tới là kết, ngài mới Phật mới phiên giải. A Nan, mười thứ cuồng giải trong thiền định như thế đều là do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên hiện ra cái tình ngộ này. Chúng sanh mê muội chẳng tự xét nghĩ, khi gặp trường hợp này hiện ra trước, bèn nhận lấy cái mê làm hiểu, tự cho mình đã lên bậc thánh, mắt đại vọng ngữ, thành rơi vào địa ngục vô gián. Tức là ở đây là thuộc về cuồng giải, không? Tức là trong thiền định rồi cái thì mới sanh thấy được chút rồi đó, rồi cái gọi là cho là mình hiểu, không? Nhưng mà đây gọi là cái hiểu điên cuồng thôi, chứ không phải là cái thật hiểu. Trong này còn mang cái ngã trong đó, không? Chứ chưa có hết cái ngã, không? Cho nên là cũng nằm ở trong cái sanh diệt, nhưng mà lại lầm cho mình là ngộ,
Đó, trên đó ở đây gọi là thuộc về gọi là cái gọi là hiện ra cái tình ngộ, không? Tức là cái ngộ này thuộc về tình ngộ chứ không phải là thật ngộ. Tức ngộ còn ở trong cái tình chấp, còn ở trong cái tình thức, chứ chưa phải thật ngộ. Cho nên chấp vào đó đó, rồi cái cho mình là chứng được cái thiền, không? Hoặc là đã ngộ đạo, thì đó là tự mình đọa. Cho nên đây gọi là chúng sanh mê muội đó, không có xét. Khi gặp những trường hợp đó hiện ra trước, cái nhận lấy, gọi là nhận lấy cái mê và làm cái hiểu, tự cho mình là lên được bậc thánh rồi, rồi mắc đại vọng ngữ đó, cho ta đây là chứng thánh thế này thế kia đó, rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông phải đem lời Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho khắp chúng sanh giác rõ nghĩa này, không để cho ma nơi tự, tức là nơi tâm tự dấy nên tội chướng sâu nặng. Hãy giữ gìn che chở cho hành giả, tiêu dứt tà kiến, giúp cho họ thân tâm giác rõ nghĩa chân thật đối với đạo vô thượng, chẳng kẹt vào lối tẻ, khiến họ tránh khỏi tâm mong được chút ít cho là đủ, làm mẫu mực thanh tịnh, tiến đến bậc đại giác vương. Nghĩa là Phật cũng nhắc nhở, thấy không? Bây giờ các ông phải đem những lời Phật đó để truyền dạy trong cái đời mạt pháp này, khiến cho những người chúng sanh mà tu đó, gọi là nhất là tu thiền định này, không có mắc kẹt, thấy không? Gọi là không để cho ma ở nơi tâm nó tự dấy nên. Ở đây á, thì không còn ma bên ngoài, mà là ma nơi tâm nó dấy lên, tức là thành chấp này, thành chấp đó mà nó ngăn chướng bồ đề. Hãy giữ gìn che chở cho hành giả, để cho họ dứt những cái tà kiến, tức là những cái thấy sai lầm, những cái thấy nghiêng lệch, giúp cho thân tâm họ được giác rõ cái nghĩa chân thật, không? Mà đối với cái đạo và đạo vô thượng đó, không có kẹt, không có rơi vào trong cái lối tẻ. Ở đây thì hành giả là có cái sức thiền định, thấy không? Tức là có sức thiền định cho nên mới nghĩa là dứt được cái sắc ấm nè, thọ ấm, tưởng ấm thì đâu phải là dễ, thấy không? Nhưng mà cái hành ấm này nó còn mà chưa dứt được, thấy không? Mà rồi để mà rơi vào lối tẻ thì cũng là một cái rất là đáng tiếc, thấy không? Cho nên là phải giúp đỡ, thấy không? Cho những cái người tu như vậy đó, họ được đi thẳng đến đạo Bồ Đề, thấy không? Cho nên đây gọi là tiến đến bậc đại giác vương, tức không rơi vào lối tẻ, là Phật ăn cần nhắc nhở. Đó là thuộc về gọi là hành ấm, thấy không? Cho nên những cái chỗ này thì nó cũng thuộc về tế nhị, thấy không? Mình thì chưa qua khỏi cái thọ tưởng, mà rồi có khi thì lại sanh tâm là cũng hơi ngã mạn rồi, hoặc là cũng là tự mãn rồi, chưa gì cho mình cũng là được đạo thế này thế kia rồi. Còn ở đây là tới cái hành ấm này mà cũng còn có những cái gọi là những cái mê, những cái lầm vi tế đó, cho nên mình học rồi để mà mới kiểm lại mình, mà luôn luôn gọi là khiêm tốn, rồi xét kỹ để mình luôn luôn mình thẳng tiến và không có rơi vào trong các cái gọi là đường tẻ, không có rơi vào trong các cái kiến chấp. Ở đây gọi là cũng không có tránh khỏi rồi cái tâm gọi là mong được chút ít cho là đủ, đó gọi là cái ma thuộc về ma hành ấm. Giờ thầy qua tới thức ấm, chỗ này thì càng vi tế hơn, không? Tức là A Nan, hành giả tu chánh định kia, khi hành ấm hết cái then chốt đồng phần, tức là cái then chốt chung đó, sanh khởi giấy động lăng xăng thầm kính của các loài thế gian kia, bỗng dưng xé tan giường mối nhỏ nhiệm sâu kín, dòng mạch nghiệp báo sâu nặng của Bổ Đặc Già La đã dứt hẳn sự cảm ứng đối với bầu trời Niết Bàn sắp được rất sáng tỏa, như sau khi gà gáy sáng nhìn qua phương đông đã có sắc sáng, sáu căn rỗng lặng
không còn rong ruổi theo trần, trong ngoài sáng tỏ, lặng trong, vào không chỗ vào, đạt sâu đầu mối thọ mạng của 12 loài chúng sanh trong 10 phương. Hành giả đã xem thấy từ chỗ nguồn chấp, các loài chẳng còn thu hút, đối trong 10 phương đã được đồng nhất, sắc sáng không bị chìm ẩn, chỗ sâu kín hiện bày ra, đây gọi là phạm vi của thức ấm. Tức là bây giờ đây, không? Nghĩa là cái hành ấm, không? Thì nó lộ ra nó hết rồi, thấy bây giờ thấy cái then chốt của chúng sanh, không? Gọi là then chốt mà chung đó, của chúng sanh đó, để sanh ra các loài chúng sanh. Nhưng mà bây giờ đây là chỉ thấy thôi, chứ chưa phải là dứt hết. Cho nên đây gọi là cái then chốt mà đồng phần đó, then chốt chung mà sanh khởi đó, thì thấy được cái then chốt đó. Xé tan cái giềng mối nhỏ nhiệm sâu kín, tức là vừa dứt được cái hành ấm. Hành ấm là cái niệm niệm sanh diệt đó, cho nên dứt được cái hành ấm đó. Thì cái dòng mạch nghiệp báo sâu nặng của Bồ Đạt Già La nó không còn cảm ứng. Bồ Đạt Già La tức là dịch là nhân hoặc là chúng sanh đó, hay là sát thủ thú đó, nó là cái gọi là trong độc tử bộ chấp, giống như trong năm ấm có cái Bồ Đạt Già La giống là cái chủ thể, giống cái ngã thể đó. Cho nên ở đây thì nói rằng nghĩa là trong cái dòng nghĩa báo sâu nặng của Bồ Đạt Già La giống như của cái ngã thể đó, nó dứt cái sự cảm ứng, không? Nghĩa là cái chỗ nghiệp báo cảm ứng đó nó dứt, không? Bởi vì đã gọi là đã dừng được cái hành ấm mà sanh diệt, không? Cho nên bây giờ đối với cái bầu trời niết bàn sắp được sức sáng, không? Giống cũng như là gà gái sáng rồi, nhìn qua phương đông là có sắc sáng rồi, không? Tức là đến đây là bầu trời niết bàn đó đã có lộ cái tin tức, không? Cho nên gọi là nhìn qua phương đông á, giống như là có cái sắc sáng nó lộ ra có tin tức của cái buổi bình minh, nghĩa là cái đêm tối vô minh từ vô thủy đó, bây giờ nó đã lộ sáng ra rồi, tôi có tin tức rồi, nghĩa là cái bình minh của niết bàn đó nó sắp bắt đầu, nhưng mà nó chưa lộ ra hoàn toàn, bởi vì nó còn có thức ấm, nó còn có che một chút về cái thức ấm. Thì đến đây gọi là sáu căn rỗng lặng, nó không còn rêu, gọi là rong ruổi theo các cái trần, bởi vì đã dứt được cái hà nấm rồi. Rồi trong ngoài nó sáng tỏ lặng trong, vào mà gọi là vào mà không có chỗ vào, bởi vì hành nấm hết thì tức là cái sanh diệt ở bên trong nó đã dừng, sanh diệt bên trong nó dừng, cho nên những cái tiền trần bên ngoài nó không còn có chỗ để lôi cuốn mình nữa, cho nên là sáu căn nó nghĩa là nó rỗng lặng. Mà như vậy thì sáu căn nó rỗng lặng, bên ngoài trần nó không lôi cuốn, cho nên gọi là trong ngoài nó được sáng tỏ, được lặng trong, là thì tâm đến đây nó mới coi như rất là gọi là vừa sáng mà vừa lặng đó. Đây gọi là trở lại cái nguồn chân. Cho nên nói vào nhưng mà là vào không có chỗ vào, bởi vì sự thật là do mình mê rồi mình quên, quên cái chân thật, rồi cái theo cái dòng sanh tử đó, cái đi hoài sống vào trong cái tình thức, rồi dẫn đi trong cái sanh tử dài dài, bây giờ giác để mà nhớ trở lại, sống trở về thì giống như là mình thể nhập vào, nhưng mà sự thật đây là cái thật của mình sẵn có từ xưa, mình quên thôi, cho nên là vào mà sự thật là không có chỗ vào, không có vào đâu hết, chứ còn thấy có chỗ vào đó thì lại còn lớp mê nữa, tức là còn có chỗ để cho tâm nó bám, nó sanh nữa. Cho nên đây gọi là vào mà không có chỗ vào. Rồi đạt sâu cái đầu mối của 12 loài
sanh, tức là 12 loài chúng sanh đó, là mình thấy được cái chỗ gọi là trung đồng của các loài, không? Thì cái sắc sáng đây nó không có bị chìm ẩn, không? Nhưng mà chưa phải là hoàn toàn sáng, cho nên nó vẫn còn trong cái phạm vi của thức ấm. Đến đây thì được cái vui là giống như cái gọi là cái bình minh của bầu trời Niết Bàn đó, nó đã có tin tức rồi, nó đã có sắc sáng ló ra rồi. Rồi đây là gọi là cái tướng mà là thức ấm hết. Tức là nếu mà đối với các loài thu hút được về trong tánh đồng, tiêu tan sáu cửa, đóng và mở tự tại, thấy nghe thông với nhau, thanh tịnh dùng lẫn nhau, mười phương thế giới cùng với thân tâm trong suốt như lưu ly, sáng ngời thấu cả trong ngoài, đó gọi là thức ấm hết. Hành giả có thể vượt khỏi mạng trược. Quán kỹ nguyên nhân của nó là do vọng tưởng điên đảo quyển quá, rỗng không làm cội gốc. Tức là nếu mà hoàn toàn trở về trong cái tánh đồng rồi á, thì nó tiêu tan sáu cửa, tức là sao? Tức là sáu căn, sáu căn nó không còn phân chia ngăn cách nữa. Mình bây giờ á thì cái thấy nó lại ngăn với cái nghe, cái nghe ngăn với cái ngửi, cho nên là nó bị gọi là ngăn cách, nó bị phân chia. Đến đây thì nó hoàn toàn trở về trong một cái tánh đồng, trong cái tánh thật, cho nên tiêu sáu cửa coi như gọi là dùng xen lẫn nhau, chỉ là một cái thể chân thật thôi. Cho nên đây gọi là, đến đây là xóa tan cái ý niệm gọi là vật ngã phân chia, cho nên gọi là mười phương thế giới cùng với thân tâm nó trong suốt như lưu ly, tức là giống như không còn có trong ngoài, sáng ngời thấu suốt hết, thì đó gọi là thức ấm hết. Cho nên gọi là không có còn phân chia là ngã, là vật nó cách biệt, thế giới với thân tâm nó suốt nhau giống như lưu ly, gọi là vật ngã điều quên. Đó, thì mình mới thấy đây không phải là cái chuyện nghĩa là lý luận suông, mà chưa gì đó mà mình gọi là vỗ ngực rồi đó, thì mình thấy là mình còn xa, không? Cho nên đây gọi là hành giả vượt khỏi cái mạng trược, tức là mới cắt đứt cái mạng căn. Thì bây giờ quán kỹ cái nguyên nhân của cái thức ấm này á, nó là do vọng tưởng điên đảo quyển quá rỗng không làm gốc thôi. Tức là sao? Tức là nói là thức nó dẫn mình đi, không, nó che mờ, nó mê, nhưng mà nó là không có thật thể, giống như là ảo quá. Cho nên từ vô thủy kiếp đến nay mình đi qua một cái dòng sinh tử nó dài đằng đẵng, mình nhớ lại là mình thấy ghê gớm đó, không? Nhưng mà thật á thì cũng không có đi đâu cả. Còn mê á mà nhớ lại mà xét á thì mới thấy nghĩa là cả một cái dòng sinh tử dài đằng đẵng rất ghê sợ, không? Nhưng mà khi giác ngộ tròn đầy rồi, quán kỹ trở lại thì mới thấy thì thật cũng không có đi đâu. Tức là không thật có ai đi ở trong sanh tử cả hết, đó là do vọng tưởng quyển quá thôi. Nghĩa là từ một cái niệm bất giác ban đầu, rồi quên cái chân, rồi cái vọng khởi lên rồi cái thì nó dẫn đi trong mê thôi. Nhưng mà giờ thấu qua được chỗ này rồi, không, thì mới thấy rõ trở lại. Cho nên cũng vốn là ở trong cái thật rồi. Nhưng mà suốt được ở chỗ này thì không phải là, cũng không phải là dễ dàng, cũng không phải là chỗ mà để cho người lý luận. Cho nên đây là cái chỗ gọi là tu hành, cái chỗ chứng nghiệm, cái chỗ sống thực, thấy không? Thì mình học kỹ như vậy đó, để giờ mình cho thấy cái đường đi của mình, để cho không có gọi là được chút ít cho là đủ, mà mình còn phải nghĩa là tiến thêm nhiều nữa, chứ không phải ngang đây dừng là đủ. Thì đó là nói đến cái phạm vi của thức ấm và cái tướng thức ấm diệt. Kế thì mới nói đến những cái cảnh giới sai biệt trong gọi là thuộc về cái thức ấm. Thì cái này thì thôi, để kỳ sau là mình học tiếp.